em muốn phân biệt thật hay giả không thể dựa vào đôi tay hay đôi mắt phải dựa vào chính trái tim của mình trái tim như bị một bàn tay móc ra vậy chẹt nơi cổ họng rồi nhảy nhót loạn xả tưởng ly bất ngờ như ngừng thở sau đó nhịp thở trở nên gấp gáp anh đè quá sát trong hơi thở của cô toàn là mùi hương của anh ngay cả môi lưỡi cũng sinh ra ảo giác tựa hồ thấm đẫm dư vị của anh vậy bởi vì cách nhau quá gần nên giọng nói của anh rơi xuống cũng cực kỳ trầm hệt như một chiếc móc câu móc trái tim kẹt giữa cổ họng của cô lên rồi cứ thế đung đưa nó nhưng thứ giống móc câu nhất là đôi mắt của anh giữa quầng sáng mờ mịt dường như cô lại nhìn thấy chính mình bóng cô phản chiếu trong con ngươi sâu thẳm của anh có những ký ức từng chút từng chút thấm ra khỏi khe hẹp đêm say rượu đó cô đã nhìn thấy mình trong đôi mắt anh sau đó cô nhớ lại nụ hôn mông lung men rượu đó còn cả lần anh nửa đùa nửa thật nói với cô mắng một lần hôn một lần cô nhất thời không rời mắt đi đâu được tuy rằng ánh mắt anh nóng rực đến kinh người dáng môi anh gợi cảm đủ khiến phái nữ cam tâm tình nguyện đắm chìm vào một chuyện tình quên đi bản thân rõ ràng là một người đàn ông nguy hiểm rõ ràng là một người đàn ông không thể chạm vào nhưng sự phong tình trong ánh mắt anh mùi hương trên cơ thể anh đều trở thành một chất động dụ hoặc khiến cô quên đi hết thảy nhấp nháp một chút chấp nhận mất mạng cũng phải ôm giấc mộng say xưa này mà chết một chút lý trí còn sót lại không ngừng níu kéo tưởng ly lên tiếng hơi thở gấp gáp tưởng chết anh đừng làm bừa giống như những sợi tơ mảnh quấn lấy sự dịu dàng của người đàn ông lục đông thâm vốn dĩ chỉ định trêu chọc cô một chút nhưng càng lại gần càng khó kiểm soát bản thân khuôn mặt cô ngây thơ dịu dàng ánh mắt như chứa những vì sao trên người lại có mùi hương thanh thanh thoang thoảng chính là mùi hương đêm đó có thể du anh vào giấc ngủ nhưng đêm nay mùi hương này lại trở thành bùa mê nói thật lòng anh chưa từng trải qua chuyện này ở lục môn sự giáo dục anh nhận được từ nhỏ tới lớn chính là phải bình tĩnh vững chãi lịch thiệp chu đáo ân cần là con trưởng, anh có quá nhiều gánh nặng đè lên vai, không có thời gian để bình thản nhấm nháp một đoạn tình cảm nam nữ như mọi người bình thường. Anh vẫn có những lúc cần quan hệ tình dục. Trong thế giới của người trưởng thành, anh có thể giữ cho tâm hồn thanh tịnh, tiến lùi nhẹ nhàng, không chút vướng bận. Nguyên nhân là vì anh thích giao thiệp với những người hiểu ý hơn. Cái gọi là hiểu ý ở đây chính là sau chuyện quan hệ hoàn toàn vạch rõ ranh giới, không níu kéo, không dây dưa tình dục là tình dục không liên quan chút nào tới tình yêu thế nên anh chưa bao giờ ngắm một cô gái tỉ mỉ đến thế dưới bầu trời đêm mơ màng này trái tim anh chưa từng hoảng hốt như thế tư duy trong đầu chưa khi nào hỗn loạn đến vậy biết rõ hành động này là cợt nhà là vô lễ nhưng lại không kìm được muốn trêu chọc cô rồi lại không kìm lòng được muốn hôn cô anh biết rõ bờ môi của cô mềm mại đến mức nào ấm áp đến mức nào trong lòng gào thét anh nuốt chừng cô vào bụng đi thế là anh đã làm theo những suy nghĩ trong lòng mình làm bừa lục đông thâm nói nhỏ là thế này sao dứt lời anh cúi đầu hôn xuống môi cô lần này không liên quan đến hơi men cũng không liên quan đến việc trừng phạt cô nói sai chỉ đơn thuần vì cảnh đêm nay quá đẹp chỉ đơn giản là sự hấp dẫn thuần túy nhất giữa nam và nữ xuất phát từ suy nghĩ tận đáy sâu lòng mình tưởng ly cũng vòng tay níu lấy cổ anh có một thứ tình cảm bộc phát đối với tưởng ly mà nói thứ tình cảm trung quy vẫn bị cô ấn chặt trong lòng này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cô cũng từng trải qua một phần tình cảm như thế này đến từ tả thời anh ấy đã từ từ tan vào trong cuộc sống của cô trở thành suối nguồn cho cô sinh tồn tình cảm ấy giống lúc này biết bao nhưng lại có chút không giống lục đông thâm là đường hoàng ngang nhiên xông vào thế giới của cô không cho cô cơ hội để thở nhưng lại hoàn toàn tự nhiên như một lẽ đương nhiên như lửa hừng hực thiêu cháy tất cả loại tình cảm này đến bất ngờ khiến tưởng ly vừa thấy lạ lẫm vừa sợ hãi thế nên khi từng ngón tay gầy của lục đông thâm thiêu đốt sống lưng cô khi cô cảm nhận được rõ ràng cơ thể của người đàn ông đã có biến đổi cô đột ngột đẩy anh ra kết thúc một lần tình cảm hoang đường bừa bãi trong giây lát cả hai kỳ thực đều có phần ngượng ngập lục đông thâm nhìn cô lồng ngực rắn chắc vẫn còn phập phồng lên xuống cô nhích người ra phía sau cách anh một khoảng bằng chỗ của một người rồi hắng giọng à thôi được rồi chẳng phải là tôi nợ anh ba khoản sao trả cho anh là được chứ gì nhưng tôi phải nói trước anh không được viện cớ được nước lấn tới đề xuất những yêu cầu không hợp lý tôi chịu trách nhiệm đối với môi trường nơi anh làm việc và sinh hoạt chứ không phải bảo mẫu của anh cô co do ngồi trên sofa thu lưu lại một góc rất nhỏ nói năng lại logic tới chặt chẽ điều này khiến lục đông thâm ít nhiều có cảm giác thất bại anh nhận ra được cô có ý trốn tránh anh anh đè nén dục vọng như đang phi nước đại trong người xuống nhìn cô một lúc lâu rồi nói được trước khi chịu trách nhiệm cho anh anh phải nói rõ cho tôi biết một chuyện tưởng ly gập hai chân lên, hai tay vòng qua đầu gối, rốt cuộc có bao nhiêu em gái tốt của anh được phép tự do ra vào phòng làm việc của anh vậy? Lục đông thâm sững người, em gái tốt. Tưởng ly lườm nguyết, ý của tôi là, ngoại trừ cô người yêu trần du của anh ra, còn ai được bước qua cửa phòng làm việc của anh như bước qua cửa thành nữa? Cảnh ninh và thư ký trợ lý. Lục đông thâm điều chỉnh lại tư thế ngồi, quể hoài dựa vào sofa, cánh tay gác lên lưng ghế, ngoài những người đó ra, bất kỳ ai đi vào cũng cần thông báo. Tưởng Ly vừa nghe anh nói xong, một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng. Cô nhìn cánh tay đó của anh kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. Cô giơ tay lên bấu anh một cái. Lục đông thâm làm sao ngờ được cô bỗng nhiên lại tấn công cơ thể như vậy anh đau đớn cánh tay bật ra tổ tông tôi lại đắc tội gì với em rồi từ nay về sau anh đã để tôi chịu trách nhiệm rồi quyền lợi được tự do ra vào phòng anh của trần du phải bị thu lại nói tới đây tưởng ly lại giải thích một câu những người khác tôi quản không nổi dù sao thì trần du cũng là nhà điều chế hương lục đông thâm cười khanh khách được tưởng ly cảm thấy anh quá dễ thương lượng không nhịn được hỏi tôi hạn chế quyền của người tình trần du nhà anh anh không trả thù tôi sau lưng đấy chứ lục đông thâm nhìn cô một lúc rồi ngoắc ngoắc ngón tay em qua đây có gì thì nói luôn tưởng ly nghẹn lời nuốt nửa câu sau xuống sao sao câu nói đầy đủ trong tiếng chung là có gì thì nói luôn có dám thì đánh luôn ban nãy em bấu tôi đau quá xoa cho tôi đi xoa cụ nhà anh ấy trong lòng tưởng ly như có ngàn vạn con tuấn mã chạy qua rồi lại sợ buông câu này ra sẽ bị anh ghi thù cô mím môi lục đông thâm hai chúng ta không thể nói chuyện nghiêm túc một chút ư nếu thật sự anh không kiếm được lời nào tử tế để nói thì tôi tiễn khách đó đã mấy giờ rồi anh mắc chứng mất ngủ nhưng tôi thì không đâu lục đông thâm cố nhịn cười được rồi mắt cô sáng lên vậy là anh quyết định ra về rồi sao ngay sau đó, anh chuyển chủ đề, vậy chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc một chút. Tưởng ly hận nghiến răng nghiến lợi, có ai nói chuyện ngắt nghỉ dài hơi như anh không? Đầu tiên, tôi không phải là người tâm địa hẹp hòi, thù nhỏ cũng báo. Nếu người khác có đắc tội với tôi, tôi sẽ thẳng thừng chặn đường sống trước mặt đối phương, chứ dở trò sau lưng người ta tôi không làm được. Dưới màn đêm, lục đông thâm gợi cảm một cách lười biếng nhưng câu này anh nói ra ngắn gọn dứt khoát khiến người ta phải lạnh sống lưng thứ hai ai nói với em trần du là người yêu của tôi phẩy chấm chấm đầu óc tưởng ly ngây ra trong giây lát nhưng cô cũng tiếp lời rất nhanh từ trên xuống dưới trong tập đoàn có ai không biết chuyện này hơn nữa mắt tôi sáng lắm đấy không phải quan hệ tình yêu liệu ở thương lăng anh có bảo vệ trần du như vậy không nào để tôi ngắm thử mắt em nào Lục đông thâm lại nổi tính nghịch ngợm. Một chiếc sofa có to cách mấy cũng to được đến đâu. Anh vươn cánh tay dài, kéo cô lại. Cô muốn dẫy rùa, anh liền đưa tay giữ chặt khuôn mặt cô, cười nói, còn ngọ ngoại là tôi hôn em đó. Tưởng ly lập tức ngồi yên. Anh hài lòng mỉm cười. Lát sau, ngón tay anh cọ lên xương mày của cô. Lần này, ngữ khí hoàn toàn nghiêm túc, có những lúc nghe vào tai cũng có thể là giả, mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Em muốn phân biệt thật hay giả, không thể dựa vào đôi tay hay đôi mắt, phải dựa vào chính trái tim của mình, tương đương hết chương 130 tương đương. Thế nên tôi mới càng cần em, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đẩy em vào hố lửa. Bé con, tôi sẽ bảo vệ em giống như một lời bóng gió nhưng tưởng ly bỗng cảm thấy anh đã giải thích mối quan hệ với Trần Du. Trong chuyện này vẫn còn điều gì đó cô chưa biết đúng không? Chợt nghĩ tới chuyện nghe mọi người đồn thổi trong nhà vệ sinh liên quan đến việc Trần Du đỏ mắt chạy ra khỏi phòng làm việc của Lục Đông Thâm, trong lòng cô chợt này sinh chút hớn hở nho nhỏ. Cô không thừa nhận nhưng nó vẫn tồn tại. Tai nghe thấy có thể làm giả, mắt nhìn thấy cũng có thể là sự thực đã bị che đậy nhưng những gì khứu giác người thấy thường sẽ luôn là chân tướng. Từ trước tới nay, thứ tôi tin tưởng nhất chỉ có chiếc mũi của mình. Trên đời này có quá nhiều thứ có thể làm giả, duy có mùi hương là chân thực nhất. Tưởng Ly nhẹ nhàng đẩy anh ra, lần này anh buông tay. Trong các phụ gia tạo mùi cho nước tẩy rửa, sự kết hợp giữa cam túc và cỏ huân y đích thực có thể khiến người ta an thần anh không thích mùi hương của những loại hoa này trần du đã sử dụng loại nước khử mùi hương gỗ với các thành phần chủ yếu là chắc bách đỗ tùng trúc bách lá dài loại nước khử mùi cô ta sử dụng cũng không có vấn đề gì mùi hương của ba loại thực vật này đúng là cũng có thể làm cho thần kinh được thả lỏng đầu óc thành thơi nhưng ngoài ba loại thành phần hương gỗ kể trên da thì trong nước khử mùi còn có mùi của một loại cây tên cường tâm thảo cường tâm thảo là một loại cỏ không dễ mọc ở nơi ẩn khuất nhất giữa các khe núi đá giống như loài chi dứa sâu sao cho dù không tiếp xúc với thổ nhưỡng vẫn có thể tồn tại giữa không khí rất hiếm có người sử dụng tới cường tâm thảo bởi vì số lượng ít lại khó hái lượm bản thân cường tâm thảo mùi rất thanh nhưng lại có tác dụng phân giải mùi hương cực mạnh khi sử dụng nó trong nước khử mùi sẽ nhanh chóng can dự vào tác dụng của cỏ huân y và cam túc trong nước tẩy rửa, đồng thời cũng làm yếu đi ba loại mùi gỗ trong nước khử mùi. Nói một cách khác, loại nước khử mùi và nước tẩy rửa hiện tay đang sử dụng không có quá nhiều công dụng trong việc an thần cũng như thúc đẩy giấc ngủ cho anh. Sao vì vậy tên tiếng Anh của loài cây này là Eplen? Nếu đã thật lòng muốn lo những chuyện của anh, cô cảm thấy tốt hơn hết vẫn nên nói rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Cho dù có một số vấn đề vẫn chỉ nằm trong suy đoán của cô. Lục đông thâm có phần đam chiêu, nhưng điều em nghi ngờ không chỉ có thế, phải không? Phải, nếu chỉ là sự tương khắc giữa các mùi hương trong nước tẩy rửa và nước khử mùi thì đều không đủ gây ra ảnh hưởng gì cho anh. Nhưng, thuốc lá của anh có vấn đề. Tưởng. Ly kéo một chiếc gối ôm vào lòng, rồi dựa ra sau ghế sofa, một tay chống lên má, khuỷu tay đặt lên gối. Thuốc lá, lục đông thâm khẽ nhíu mày. Anh nhớ lại hộp thuốc lá đặt làm trên mặt bàn, em từng ngửi loại thuốc lá đó rồi. Ừm, có thể là một người nào đó quá khao khát có được anh thế nên khi đặt thuốc lá cho anh đã gia tăng thêm hoàng lan có tác dụng kích tình. Nhưng lượng rất ít, chỉ có một ít, chỉ đủ để khiến anh vui vẻ thoải mái một người tâm tính kiên định sẽ không bị ảnh hưởng. Còn cả mùi nhục đầu khấu cũng được coi là một loại mùi khá mờ ám. Ngoài ra còn có mùi hồ tiêu được chiết tách khiến cho cả điếu thuốc khi châm lên mùi hương sẽ ngọt và nồng. Tưởng Ly phì cười, đương nhiên, trọng điểm tôi muốn nói không phải việc đối phương muốn thông qua mùi thuốc lá để khiến cuộc sống của anh thêm chút tình thú. Điều tôi muốn nói là hồ tiêu trong thuốc lá. Lúc trước khi hút loại thuốc lá đó lục đông thâm cảm thấy mùi hương ngào ngạt thơm phức đồng thời cũng lại có một chút mạnh mẽ cường tráng thuần khiết hơn thuốc lá thông thường khi được đốt lên một chút nhưng về sau anh chỉ hút thuốc lá bình thường đã lâu lắm rồi không động vào hộp thuốc lá đó nữa sao lại có cả hồ tiêu chứ tôi tưởng món ấy chỉ dùng làm gia vị tác dụng của hồ tiêu rất lớn không hoàn toàn chỉ dùng làm gia vị tưởng ly chống cầm cũng đã mệt, cô thẳng thường dựa đầu lên lưng ghế sofa, vào thời trung thế kỷ, hồ tiêu được mệnh danh là vàng đen, ban đầu được sử dụng để trị liệu cái chết đen sao, sau này mới được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn. Nhưng trên thực tế, cho đến tận bây giờ, hồ tiêu cũng là loại thuốc giảm sung huyết tốt nhất, rất hữu hiệu trong việc trị liệu các căn bệnh đường hô hấp nhất là hen xuyễn. Nguồn gốc loại hồ tiêu trong thuốc lá của anh nếu tôi không phân tích nhầm thì xuất phát từ phía Nam Ấn Độ, mùi vị thuần cay. Tác dụng của nó khi sử dụng trong thuốc lá, một là có thể làm dịu bất hậu quả của khói thuốc lá đối với hệ hô hấp sau khi rít khói vào phổi, hai là khi hòa trộn cùng hoàng lan và nhục khấu mùi hương lại càng rắn giỏi, rất phù hợp, càng phù hợp với nam giới hơn. Loại thuốc lá đặc biệt ấy vốn không có gì phải chú ý, cùng lắm chỉ thể hiện dã tâm của người chế tạo ra nó mà thôi. Nhưng khi hồ tiêu chiết xuất cháy lên tỏa ra mùi hương mà gặp mùi cường tâm thảo thì tính chất sẽ thay đổi. Sào cái chết đen là tên gọi của một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ 14 mà đỉnh điểm là ở châu Âu từ năm 1348 đến năm 1350. Cái chết đen được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại, ước tính nạn dịch này đã giết chết từ 30 tới 60% dân số của châu Âu và giảm dân số toàn cầu từ khoảng 450 triệu người xuống còn từ 350 đến 375 triệu người vào năm 1400. Tưởng Ly nói tới đây thì hơi dướn người về phía trước, nhìn lục đông thâm rồi nói rành mạch từng từ từng chữ, hai mùi hương này kết hợp lại sẽ hình thành nên một loại chất là lycorin mở ngoặc đơn C16S17NO4, có thành phần độc hại. Không chỉ khiến thần kinh của người hít phải bị suy yếu mà còn khiến các chức năng trong cơ thể suy kiệt dần rồi tử vong. Lục đông thâm sững người. Có một loại thuốc nam tên là sâm cau, không biết anh có biết nó không? cổ nhân thường nói dùng sâm cau lâu ngày sẽ trường sinh thật ra hoàn toàn không chính xác dùng một ít sâm cau quả thực có thể gia tăng tinh huyết tăng cường dương khí cho cơ thể nhưng dùng quá liều hoặc dùng lâu năm sẽ trúng độc ma chết nguyên nhân là vì trong sâm cau có thành phần licorin tích lũy quá nhiều trong cơ thể sẽ dẫn tới tử vong chỉ cần anh hút loại thuốc lá đặc biệt đó trong phòng làm việc sẽ cùng với mùi hương còn sót lại trong không khí hình thành nên licorin thành phần này sẽ kết động lại trong cơ thể anh cho dù sau này anh không hút thuốc nữa lục đông thâm thấy cô ngập ngừng ngữ khí trở nên nghiêm túc nói tiếp đi trong sữa tắm và xà phòng trong phòng tắm cũng có mùi cỏ huân y một ít cỏ huân y sẽ có tác dụng tốt cho giấc ngủ nhưng mùi hương quá nồng ngược lại sẽ càng khiến người ta mất ngủ cộng với việc bên trong lại có thêm thành phần tinh dầu long quỳ xét từ một góc độ nào đó Long quỳ có tác dụng giống như hồ tiêu, đều có thể tăng thêm tính mạnh mẽ trong mùi hương, nhưng lại vượt trên hồ tiêu trong tác dụng kích thích sự hưng phấn thần kinh. Thế nên, thuốc lá anh có thể không hút, nhưng kiểu gì vẫn sẽ dùng sữa tắm và xà phòng. Một khi anh sử dụng, mùi hương của long quỳ sẽ thay thế cho hồ tiêu, vẫn cứ hình thành licorine. Ban đầu, tôi nghi ngờ có người cố tình khiến thần kinh của anh suy nhược dẫn đến mất ngủ triền miên nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ không đơn giản như vậy nếu anh đã mất ngủ từ rất lâu trước đó rồi thì mục đích của đối phương chính là lấy mạng anh lục đông thâm đứng dậy đi từ từ tới trước cửa sổ trầm mặc một lúc lâu anh lần tìm ra một điếu thuốc ngậm lên miệng đang định châm lên thì anh lại bỏ điếu thuốc ra quay đầu ra hiệu với tưởng ly có ngại không tưởng ly lắc đầu lục đông thâm quay lại mở một khe hẹp bên cửa sổ ra khi anh châm thuốc, anh hơi nghiêng đầu một chút. Khói thuốc chậm rãi lan tỏa. Anh nheo mắt lại, rồi im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Gió đêm len lỏi vào trong từ khe hẹp ấy, làm nhiễu loạn hình dáng của khói thuốc. Dưới bóng trăng, bóng lưng anh thẳng tắp. Tưởng Ly không nhìn được biểu cảm của anh, cũng không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng cứ nhìn tấm lưng của anh như vậy, chẳng hiểu sao trái tim cô lại bất ngờ sao xuyến. Là sự cô đơn từ bà vai rộng dài ấy, từ cái bóng hát xuống của anh và từ sự im lặng dài đằng đẵng, không có ai chú ý quá nhiều đến sự ảnh hưởng của mùi hương. Nhưng trên thực tế, phòng làm việc của anh chính là nơi mùi hương tương sinh tương khắc một cách điển hình. Nước tẩy rửa, nước khử mùi, thuốc lá, sữa tắm, xà phòng, tất cả những loại này xem đại bất kỳ một loại nào cũng đều không có vấn đề. Nhưng một khi mùi hương phát tác sẽ có điểm chí mạng cường tâm thảo trong nước khử mùi và hồ tiêu trong thuốc lá hoặc long quỳ trong sữa tắm xung đột nhau và đều tạo thành lycorin lycorin lại kích thích vào mùi huân y trong nước tẩy rửa và sữa tắm tưởng ly cầm một quả quýt lên vừa bóc vỏ vừa đi tới bên cạnh anh mùi hương đan vào nhau thành từng móc xích một một sự sắp xếp tinh vi như vậy chỉ có thể là do người làm một tâm tư tỉ mỉ như vậy cho dù vấn đề của những mùi này thật sự bị điều tra ra thì cùng lắm cũng chỉ tra ra nó gây bệnh mất ngủ dù thật sự nhắm vào mạng người như lời tôi nói thì kẻ đứng đằng sau cũng dễ dàng thoát tội bởi vì tất cả thành phần trong các sản phẩm này đều không độc hại các cơ quan kiểm tra khi kiểm tra đều tập trung chủ yếu vào các thành phần thực sự chưa chắc đã điều tra ra được sự tương khắc của mùi hương Dứt lời, cô đẩy một lớp vỏ quyết ra trước mặt cho anh làm gạt tàn. Lục đông thâm gạt tàn thuốc rồi quay lại nhìn cô. Trong quầng sáng âm u, cô nhỏ bé vô cùng, nhưng những lời cô nói lại khiến người ta lạnh sống lưng. Ở trong phòng họp cô chỉ lấy một cái cơ sứt sẹo để phản bác Dương Viễn. Người không hiểu cô dĩ nhiên sẽ cho là cô ngang ngược, không nói lý lẽ. Nhưng anh hiểu cô, khi đối mặt với các vấn đề chuyên ngành cô không bao giờ là người qua quyết lấy lệ. Thế nên cô không nói, ắt phải có lý do của riêng mình. Bây giờ anh đã hiểu điều cô lo lắng. Mùi hương tương sinh tương khắc quả thật rất phức tạp, ngay cả các cơ quan giám định cũng chưa chắc đều có thể tra ra được. Tới lúc đó, e là sẽ chuốc họa vào người. Đừng tưởng thường ngày cô tùy tiện thoải mái. Sau việc ở thương lăng, lục đông thâm biết rõ thực chất tư duy của cô rất sắc bén, luận về toan tính hay gan dạ đều không thua kém nam giới thế nên những gì có thể hiểu được cô đã hiểu cả tôi không biết trước kia anh đã từng trải qua chuyện gì nhưng mùi hương tương khắc có thể giết người trong vô hình còn tàn độc hơn cả việc giết bằng dao súng trực diện tưởng ly khẽ nói ánh mắt lục đông thâm rơi xuống điếu thuốc kẹp giữa ngón tay mùi hương tương khắc giết người trong vô hình tôi từng được lĩnh giáo tưởng ly run lên thế nên tôi mới càng cần em lục đông thâm giơ tay lên xoa đầu cô anh không cười nét mặt cũng hoàn toàn nghiêm túc nhưng không có nghĩa là tôi sẽ đẩy em vào hố lửa bé con tôi sẽ bảo vệ em tưởng ly bỗng dưng cảm thấy nghẹt thở cô bỗng sợ anh nói như vậy đàm diệu minh cũng đã từng nói đúng một câu như thế tôi sẽ tự bảo vệ chính mình lục đông thâm cười dập tắt quá nửa điếu thuốc hút giờ vào trong miếng vỏ quýt bảo vệ làm sao đây dựa vào một con dao phần lan ư lục môn thâm sâu không đơn giản như vậy đâu sửa công thức pha chế trông có vẻ chỉ là chuyện nhỏ nhưng những sợi dây lợi ích động chạm đến là tầng tầng lớp lớp thế nên ở trong buổi họp tôi mới hỏi em rằng em đã suy nghĩ kỹ chưa tôi chưa bao giờ cho rằng đây là một chuyện dễ dàng tưởng ly ngước mắt nhìn anh thứ cô động vào đâu chỉ là quyền lợi của riêng quý phi chưa kể đến việc quý phi có bao nhiêu mối quan hệ thân thiết trong lục môn ngay một hội văn thuật đằng sau lưng cô ta thôi nếu muốn nghiền nát tưởng ly cũng là chuyện dễ như chờ bàn tay đôi mắt lục đông thâm đen sẫm lại thế nên chỉ cần em muốn làm thì cứ làm tôi sẽ cố gắng hết sức để dọn đường cho em một khi mùi hương cũng trở thành công cụ để người ta lợi dụng thì người chịu ảnh hưởng sao có thể là một mình tôi tưởng ly hiểu rồi cô vô thức nhớ tới thai quốc cường trái tim cô nặng trình trịch bị đè rất chặt không biết phải cất phần nặng nề này vào đâu tôi sẽ khẩn trương đưa ra phương án pha chế chỉ có điều dẫu sao phòng thực nghiệm cũng có hạn về mặt thời gian sẽ hơi khó khăn trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là loại bỏ lycorin anh mất ngủ dai rằng tôi sẽ nghĩ ra một phương pháp khác khoảng thời gian này anh đừng uống trà nhất là loại của cô người yêu nói tới đây tưởng ly ngừng lại sửa chữa nhất là trà trần du chuẩn bị cho anh trà vốn đã là loại nước khiến người không dễ ngủ rồi hơn nữa trong cơ thể anh lại đang có licorin tích tụ sẽ càng ảnh hưởng nặng nề tới chất thia phổ lai có trong trà lục đông thâm dựa vào cửa sổ được cà phê đen có được uống không tưởng ly cũng bắt chước điệu bộ của anh dựa vào bên kia hai tay khoanh trước ngực lục đại thúc à với sức chiến đấu như của chú đây còn cần cà phê đen để chống buồn ngủ hay sao lại còn đòi uống cà phê đen không uống là anh đã hưng phấn khỏi ngủ rồi lục đông thâm cười giơ tay bấu má cô em gọi tôi là gì hả cảm thấy nụ cười của anh có phần xấu xa cô đẩy anh ra sau ý của tôi là trong khoảng thời gian này anh tốt nhất nên uống nước lọc hoặc nước chanh tươi nghĩ một chút cô lại nói mà thôi bỏ đi anh uống cái gì để tôi pha chế luôn cho nhanh này lục đông thâm tôi phát hiện con người anh lắm chuyện thật đấy cao quý như vàng ngọc luôn bình thường anh dùng cái gì sao cứ phải tỉ mỉ vậy lại còn phải đặt làm riêng anh tự nhìn đi xảy ra chuyện rồi đấy thấy chưa Lục Đông Thâm cố nín cười, cũng đâu phải tôi không dùng loại đặc biệt là không được. Uống trà nhạt ăn cơm hầm tôi cũng ăn được mà. Anh ấy hả, tưởng ly phì cười, chắc gì anh từng vào mấy quán ruồi mũi. Lục Đông Thâm hơi nhướng mày, quán ruồi mũi. Quán ăn phải ruồi mũi. Sao bây giờ vẫn còn người chịu ngồi ăn ruồi mũi vậy? Anh chỉ mới nghe qua một số vùng miền có sở thích ăn côn trùng thôi tưởng ly nghe xong hơi sững người giây lát sau đó phì cười thành tiếng lục đông thâm thấy cô cười dĩ nhiên trong lòng cũng vui vẻ hơn nói rõ ràng ra đã rồi cười nào tưởng ly lúc này đã bị anh chọc đến phát điên anh đúng là người lớn lên ở nước ngoài có tinh thông hán ngữ đến đâu cũng không thể bằng người bản địa được đúng 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 chính là quán mà vào ngồi ăn ruồi nhặng đó Lục Đông Thâm nghe xong là biết không như lời cô nói, nhưng cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian được trò chuyện cùng cô, được thôi, có em bảo đảm, có gì không dám ăn chứ. Tưởng Ly mím môi, giơ tay chọc chọc lên ngực anh. Ngực anh rất rắn chắc cũng rất vững chãi, thế nên sau một hồi chọc đau ngón tay, cô thu tay về, "Về thuốc lá, nếu thích hút loại riêng biệt thì anh phải đợi một chút." "Cũng chưa chắc cứ phải hút loại đặc biệt, loại bây giờ tôi hút cũng không tệ." Lục Đông Thâm giải thích một câu. Tưởng Ly hơi nghiêng đầu rút bao thuốc lá anh đặt bên cạnh ra. "Không tốt được sao? Loại đắt nhất của Hoàng Hạc lâu, giá cũng đẹp." Điểm có lợi của thuốc lá đặt làm chính là hạn chế lượng nicotine. "Để tôi pha chế cho anh, nhưng trước hết anh phải nói cho tôi biết anh thích mùi gì đã." Lục Đông Thâm nhìn cô, mùi hương trên người em còn cả mùi hương trong phòng cô nữa giống hệt với mùi hương trên người cô luôn khiến anh có thể bình tĩnh lại tưởng ly nghe xong câu ấy là trở nên ngang bướng ngay loại đó ngàn vàng khó kiếm đấy không khó kiếm lục đông thâm mỉm cười nhìn cô giữ em lại bên cạnh tôi là được rồi một câu nói khiến nhịp tim tưởng ly đập rất nhanh vậy tôi phải yêu cầu tăng lương đó lục đông thâm cười khẽ từ đầu tới cuối được khi tiện anh ra khỏi cửa chẳng hiểu sao tưởng ly lại có lòng riêng thật ra cô vẫn muốn biết nhiều hơn một chút này buột miệng sau cô lập tức hối hận lục đông thâm dừng bước đứng trước cửa ra vào nhìn cô qua chút ánh sáng yếu ớt cô liếm liếm môi đằng nào cũng đã gọi giật anh lại rồi vậy thì đường hoàng mà hỏi đi anh có tin tưởng trần du không có thể để cô ta tự do ra vào phòng làm việc của anh chắc là anh rất tín nhiệm cô ta chăng đây là phân tích của cô nhưng cô vẫn muốn nghe chính anh nói nhưng lục đông thâm lại trả lời rất dứt khoát không tin tưởng ly sững người ngước mắt nhìn anh một lát sau mới hỏi vậy tức là anh thích cô ta thế nên bao dung hết thảy cô ta xinh đẹp đàn ông ai chẳng thích phụ nữ đẹp nhưng lục đông thâm lại cười không cô ta không phải mẫu người mà tôi thích vậy anh thích mẫu người nào cô chỉ hỏi đại một câu sau đó cảm thấy mình hơi thần kinh ánh mắt lục đông thâm kiên định nhìn thẳng vào mặt cô em nói xem trái tim tưởng ly nhất thời hoảng loạn có một dự cảm đang xoay vần trong lòng nhưng cô trần trừ không dám lấy ra kiểm tra cô ngước lên nhưng lại va phải ánh mắt anh bèn vội vàng né tránh anh thích mẫu người nào làm sao tôi biết được bên cạnh anh lắm ong bướm như vậy kia mà lục đông thâm nghe xong chỉ biết cười khó xử nhưng cũng không giải thích thêm gì Vậy anh có tin tôi không? Đây là một câu hỏi nghiêm túc. Anh giao toàn bộ tính mạng và sức khỏe của mình vào tay cô. Lẽ nào anh không sợ có một ngày cô sẽ trở mặt thành thù? Tôi tin em, từng đường nét trên khuôn mặt lục đông thâm đều toát lên sự chân thật. Anh giơ tay vân về cầm cô, hơn nữa. Anh cúi đầu, phủ môi mình lên môi cô. Câu nói sau đó toàn bộ đều bị chìm khuất sau nụ hôn ấy không sao cả em chỉ cần đồng ý để kiểm tra lục đông thâm cười khẽ những chuyện sau đó còn có tôi cơ mà bắc kinh là nơi hoa nở đón xuân sớm nhất vừa ấm lên một chút sau mùa đông giá rét mà đã vàng rực cả một khoảng trời nhưng phong cảnh đó cũng chỉ tồn tại được vài ngày tử đinh hương cũng vội vã đuổi theo nhịp bước đón xuân ánh nắng mùa xuân ấm áp khắp các đường lớn ngõ nhỏ đều thấm đẫm hương thơm thanh ngọt của tử đinh hương sắc mặt nhiêu tôn không dễ coi lắm. Anh đọc xong tập tài liệu trong tay đến trang cuối cùng, đầu mày khóe mắt đã lạnh như xương. Cao Toàn vẫn đợi suốt ở bên cạnh. Đợi nhiêu tôn xem xong, cậu ta nói, bây giờ chỉ có thể điều tra được tương đây thôi, tiếp tục điều tra thêm e là không khác gì mò kim đáy biển. Anh đang điều tra vụ chiếc khăn tay màu đen, không thuận lợi chút nào. Trích xuất camera giám sát thì đúng là rất dễ dàng tìm được người chuyển gói hàng tới, nhưng đối phương chẳng qua cũng chỉ làm theo lệnh người khác, nói là đã nhận một khoản tiền lớn để giao hàng. Lần theo camera tìm kiếm tiếp thì rất mất công mất sức. Họ lần lượt kiểm tra khắp phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng chỉ xác định được một bóng hình rất mơ hồ. Không nhìn ra được là nam hay nữ, CCTV cũng không quay được toàn bộ, chỉ như một bóng ma vậy. Nhiều tôn không tin rằng trên đời này có ma, lệnh cao toàn tiếp tục điều tra. Cao toàn lại cùng các cơ quan liên quan nỗ lực thêm vài ngày, cuối cùng tuyên bố thất bại. Quá mờ ảo, muốn tiến hành làm các kỹ thuật chỉnh sửa đều khó khăn. Nói tới đây. Cao Toàn suy nghĩ một chút rồi đề nghị tôn thiếu, nếu không tra ra được kẻ này, em thấy chi bằng anh cứ sắp xếp một vài người cho hạ tiểu thư, cho dù chỉ trông chừng nơi ở của cô ấy thôi thì cũng có thể bảo vệ an toàn cho cô ấy. Cậu ta đã đưa ra một phương án trù bị thứ hai. Chấm, nhiều tôn tính cách ngang bướng, làm việc trước nay cũng tùy tâm tùy hứng. Cậu ta chỉ sợ nhiều tôn lại lên cơn thịnh nộ thì đúng là phải đi mò kim đáy bể vậy thì sẽ dây dưa nhiều hơn đến các cơ quan chấp pháp đây chẳng phải là khiến cho người ta chửi bới sao nhiều tôn nắm chặt tập tài liệu trong tay lát sau mới ngẩng đầu lên cử khoảng năm sáu người qua âm thầm theo dõi cao toàn đang định thở phào nhẹ nhõm không ngờ nhiều tôn lại nói mà thôi cô ấy không thích đâu tuy rằng việc làm này là muốn tốt cho cô nhưng chưa chắc cô đã chịu nể tình nếu cô biết được hàng ngày ra ra vào vào luôn có người túc trực chắc chắn sẽ nổi điên. Đến nước này, việc anh có thể làm chỉ là đợi chờ mà thôi. Cao Toàn nhìn thấy biểu cảm bứt rứt nhưng lại không đành lòng của anh. Gần đây lục đông thâm có động thái khá lớn. Nhỉ, nhiều tôn lấy ra một điếu xì gà. Cao Toàn thấy anh đã đổi chủ đề, cũng biết lần này anh thỏa hiệp với hạ tiểu thư rồi, bèn nói, vâng. Tuy rằng Lục Đông Thâm chỉ vừa tiếp quản Skyline chưa lâu, nhưng việc quản lý, vận hành các khách sạn trực thuộc không hề gặp vấn đề. Các trung tâm thương mại trước đó không lâu lại được hai thương hiệu sản phẩm hàng cao cấp hàng đầu thế giới ký hợp đồng đại lý. Nghe nói còn do đích thân Lục Đông Thâm thương lượng và ký hợp đồng dài hạn, chỉ ít thì trong vòng 5 năm tới họ sẽ giật được không ít hạn ngạch của các trung tâm thương mại hàng đầu ngoài ra hội quán dành riêng cho khách hàng vip của skyline sắp được khởi công lục đông thâm đã nhắm vào phủ thân vương thương hiệu hát đã thâm nhập vào thị trường trung quốc đại lục đồng thời còn khai thác các sản phẩm mới có tính chất cạnh tranh các cửa hàng thương hiệu và các cửa hàng đại lý dường như cũng đang rầm rộ chuẩn bị à đúng rồi thương xuyên đã ký hợp đồng với hoàn gia media nhiều tôn hơi nhướng mày chẳng phải cậu ta đang quay bộ phim của hoàn gia sao Cao toàn tiếp lời, nghe nói lần này Thương Xuyên đã ký hợp đồng lâu dài với Hoàn Gia, vài bộ phim sắp tới đều sẽ hợp tác cùng Hoàn Gia. Với tình hình này, Thương Xuyên có lẽ đang nhắm vào vị trí gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm hát. Xem ra Skyline đã đưa ra một điều kiện hậu hĩnh cho anh ta. Chấm ngoặc kép phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm, nhiều tôn rơi vào trầm tư. Cao toàn lại nói, khoảng thời gian trước từ Trường Thịnh đồn ra một số thông tin. Thái tử Tân lần lượt gặp mặt với giám đốc của bốn ngân hàng lớn, lại đích thân bay sang Hoa Kỳ, xem ra chuyện vốn vay đã chắc được đến 8, 9 phần. Điều thú vị là, Skyline vừa đàm phán xong dự án Giang Nam Xuân ở Hàng Châu ở bên kia. Thái tử Tân lại bắt đầu giành quyền khai thác trường hồ gần đây của Giang Nam Xuân. Về phía Bắc Kinh, Lục Đông Thâm có ý thu mua lại Đại Hằng, mục đích chính là giành được quyền khai thác khu đất trung tâm thương mại của Đại Hằng. Có người đang âm thầm đấu với Lục Đông Thâm trong bóng tối, chắc chắn không tránh khỏi có liên quan đến thai tử tân. Cô gái đó trên thương trường cũng lắm mưu mô thủ đoạn vô cùng. Nhiều tôn châm điếu xì gà lên, rồi nhả ra một làn khói mù mịt, lát sau mới nói, Skyline có cả một lục môn chống lưng, tài nguyên quốc tế dĩ nhiên không thể thiếu. Thế nên cạnh tranh tài nguyên quốc tế, Skyline chắc chắn sẽ vượt lên đầu tiên. Lục Đông Thâm vẫn còn khá lạ lẫm đối với ngân hàng trong nước nhưng muốn giành tài nguyên quốc tế lại dễ như trở bàn tay. Tuy vậy tài nguyên trong nước là thế mạnh của chúng ta. Chấm, cũng trùng hợp thật dự án mà Skyline và Trường Thịnh nhắm vào anh cũng có hứng. Thú, Cao Toàn, cậu hẹn Tổng Thư Ký Lưu và Bộ trưởng Cao của Bộ Kế hoạch Đầu tư cứ nói là tôn thiếu gần đây rảnh rỗi muốn hẹn hò một bữa tụ tập sao 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 tưởng ly dồn hết tâm sức vào việc khai phá một công thức mới và pha chế mùi hương ngoài việc này ra cô còn bác bỏ phương án điều chỉnh hương nước hoa bản giới hạn của thương hiệu hát tại thị trường trung quốc đại lục việc này khiến trần du rất khó chịu cô ta truy hỏi nguyên nhân tưởng ly không giải thích quá nhiều thẳng thường đưa cho cô danh sách một loạt các nhóm khách hàng của thương hiệu hát yêu cầu cô ta làm dịch vụ hậu mãi với từng nhóm một đây vốn dĩ là công việc của bộ phận thị trường nhưng lại bị đẩy cho trần du trần du vốn đã bất mãn chuyện tưởng ly tước quyền của mình thế nên nhất thời nổi đoá Tưởng Ly gửi một email trong nội bộ tập đoàn, ngoài việc phân rõ phạm vi quyền và nghĩa vụ của các nhà điều chế hương trong nhóm của cô già cũng nói thẳng, nếu có bất kỳ sự bất mãn nào về phân công công việc, có thể nộp đơn xin nghỉ việc cho bộ phận nhân sự bất kỳ lúc nào, ý tứ rất rõ ràng, đây chính là công việc, không có chỗ để có kè mặc cả. Nếu không ưng ý thì khỏi làm nữa tất cả các sản phẩm vệ sinh hàng ngày bao gồm cả thuốc lá đặt riêng trong phòng nghỉ của lục đông thâm đều được tưởng ly dọn sạch sẽ yêu cầu nhân viên vệ sinh trước khi chưa có công thức pha chế cụ thể thì chỉ được phép lau rửa bằng nước bình thường đồng thời cô cũng xin được chìa khóa nhà của lục đông thâm nhưng phần vì anh cũng không hay về nhà nên tưởng ly cũng chưa vội tới kiểm tra một lượt bên kia tổng bộ có phản hồi là chuyện cô và lục đông thâm đã sớm dự liệu được tuy rằng tưởng ly chỉ động tới công thức của trung quốc đại lục nhưng thái độ phía tổng bộ cũng rất cương quyết phần cương quyết này tới từ ai tưởng ly không cần nghĩ cũng biết cả dương viễn cũng biết trước sẽ có chuyện này xảy ra anh ấy gọi điện thẳng cho tưởng ly không vòng vo màu đầu nói thẳng ý kiến mà tổng bộ đưa ra là động vào công thức cũng được thôi nhưng phải được thông qua việc kiểm tra của cơ quan kiểm tra chứng minh công thức cũ có vấn đề mới được sau khi suy nghĩ một hồi tưởng ly gọi điện cho cảnh ninh cô muốn hỏi ý kiến của lục đông thâm cảnh ninh trả lời rằng tổng giám đốc ra ngoài họp vẫn chưa về công ty đề nghị cô gọi thẳng cho anh tưởng ly nghe xong câu này cảm thấy rất kỳ lạ theo đúng quy trình làm việc của công ty cô không nên gọi thẳng cho lục đông thâm mới phải cảnh ninh mỉm cười thông báo đây là ý của tổng giám đốc sau này dù chuyện công hay chuyện tư đều không cần thông qua thư ký truyền đạt gọi thẳng cho anh ấy là được đặt điện thoại xuống mặt cô hơi nóng tuy rằng cô bận rộn công việc nhưng nụ hôn tối hôm đó của anh vẫn thi thoảng nhảy ra ngoài mối quan hệ này dường như đang cách một lớp giấy mỏng lục đông thâm có ý chọc rách còn cô cố tình né tránh Cô gọi điện thoại qua, đầu kia rất im ắng, quả thật là đang họp. Lát sau, cô nghe thấy Lục Đông Thâm xin ngừng một chút rồi hỏi cô có chuyện gì. Cô nói với anh quyết định mà Tổng Bộ vừa thông báo. Lục Đông Thâm trầm ngâm dây lát rồi hỏi, em có muốn chấp nhận việc kiểm tra không? Chắc là phải làm thôi. Em đang lo lắng điều gì? Giọng Lục Đông Thâm qua sóng điện thoại cứ trầm trầm, rất êm tai tưởng ly thở dài quyết định này chắc chắn là do quý phi làm cô ta tự tin như thế e là sự tình không hề đơn giản không sao cả em chỉ cần đồng ý để kiểm tra lục đông thâm cười khẽ những chuyện sau đó còn có tôi cơ mà đặt di động xuống rồi trái tim tưởng ly vẫn đập thình thịch thình thịch bên tai còn văng vẳng câu nói đó của lục đông thâm còn có tôi cơ mà Cô trả lời lại tổng bộ, lúc ký tên ở cuối cùng, cô suy nghĩ rất lâu rồi đánh vào hai chữ, hạ chú. Đây là lần đầu tiên cô phản hồi lại tổng bộ. Hạ chú, cô chính thức dùng danh nghĩa của hạ chú để tuyên chiến với quý phi. Tương đương hết chương 132 tương đương. Lục Đông Thâm, cụ nhà anh, đã lên cả bản tin rồi, còn gọi là không đắt hạ. Lúc gần tới chưa, chuông di động của tưởng ly vang lên. Là một số điện thoại từ nước ngoài số điện thoại không nằm trong danh bạ của tưởng ly, hoàn toàn xa lạ. Tưởng ly cầm di động lên tay, nhìn chằm chằm vào con số đang nhấp nháy, âm thầm có một dự cảm nảy sinh. Cô bắt máy, đối phương không nói gì, cô không dục dã cũng không lên tiếng. Trong điện thoại chỉ có sự trầm mặc như đang trói chặt cả hai phía. Chỉ còn những tiếng thở khẽ khàng, giống như sự đọ sức trong thinh lặng, lại giống như một cuộc dần vặt ấu trĩ tưởng ly ngồi thẳng người đến nỗi sống lưng cũng hơi đau nhức dự cảm xoay tròn trong lòng càng lúc càng trở nên mãnh liệt tuy rằng đối phương kiên quyết không lên tiếng nhưng cô cảm giác được đây là một người mình thân thuộc cứ như vậy cuộc đối đầu trong màn im lặng chết chóc kéo dài hơn một phút cuối cùng đối phương cũng lên tiếng giọng nói rất nhỏ hạ chú đập vào tai là một âm thanh không thể quen hơn làm đau đôi tai cô như gần lại có vẻ như bị ngăn cách bởi trăm núi ngàn sông. Tưởng Ly cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn lại, những chuyện đã qua, những tình cảm đã cũ đều trở thành gông cùm đè thẳng vào người khiến cô không sao thở nổi. Rất lâu sau cô mới bật ra một âm thanh, "Phải." Hơi thở của người ở đầu kia hơi gấp lên một chút, nhưng người ấy không nói thêm gì nữa. Bên này Tưởng Ly đã kìm chế lại cảm xúc khi lên tiếng, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo, quý phi, món nợ giữa hai chúng ta cần được tính toán rồi. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, tưởng Ly một tay đè chặt di động, một tay đặt lên giữ lấy lồng ngực. Giống như có một lưỡi dao sắc lẹm cứa qua vậy, khi máu đã ngừng chảy mới là khi cơn đau xé ra thịt sông lên. Trong đầu cô vang lên những tiếng cười đùa giỡn chơi ngày nào thời cổ có ba huynh đệ kết nghĩa vườn đào, nay có chúng ta bốn anh em kết nghĩa dưới thung lũng. Tiểu hạ, tiểu hạ, mình nhận được tháng lương đầu tiên trong cuộc đời rồi. Đi nào, mình mời cậu ăn món đào mật nhập khẩu cậu thích nhất. Phi Phi, cậu cố tình làm mình thèm chết phải không? Mình dị ứng với lông đào mà. Yên tâm đi, mình tuyệt đối sẽ rửa thật sạch đào cho cậu, một cọng lông cũng không còn. Thế còn nghe được, mình tốt quá chứ hả? cậu là tốt nhất luôn tưởng ly cố gắng hít sâu thở đều như vậy mới có thể đè nén được nỗi buồn đang dâng lên làm đỏ rực đôi mắt khi ngước lên nhìn đã sớm cuộn chặt tay lại móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay sao 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 bởi vì buổi chiều còn phải quay về phòng thực nghiệm kiểm tra sản phẩm Mẫu đã được nâng cấp và mở cuộc họp thảo luận về việc xây dựng mùi đặc trưng cho không gian cửa hàng đại lý của thương hiệu H đồng thời xây dựng lại mùi hương cho sản phẩm nước hoa chính của hãng, nên buổi trưa tưởng ly không ra ngoài ăn mà chọn luôn căng tin của công ty. Tầng hầm B1 B2 của tòa nhà là căng tin của công ty. Một diện tích tròn hai tầng, được mở thông từ tầng trên xuống tầng dưới, hai bên có cầu thang dẫn lên theo hình xoáy. Ngọn đèn thủy tinh rủ xuống ở chính giữa. Thứ khiến người ta thấy lung linh nhất là một màn hình khổng lồ cao gần 6 mét xuyên qua hai tầng lầu. Trừ khi cả tòa nhà văn phòng đều tan ca, còn không nó sẽ được bật suốt cả ngày. Có lúc nó sẽ phát phim điện ảnh, có lúc là clip ca nhạc, lại có lúc sẽ đăng các thông tin mới nhất về các công ty con dưới quyền quản lý của Skyline. Tưởng Ly gọi vài món ăn đơn giản sau khi ngồi xuống, cô ngẫm nghĩ rồi cầm di động lên, chụp lại bàn ăn của mình và đăng trạng thái lên vòng tròn bạn bè, tự dưng là một căng tin có đầy đủ các món ăn ngon nhất của châu Á thế mà lê giày đi khắp một vòng vẫn không tìm được rượu. Nằm dưới chân thiên tử mà một chai bia yến kinh cũng không có. Red một sao, sau đó cô tiện tay sang tường nhà, lục đông thâm xem sao. Anh đúng là lười kinh điển, gần như không đăng bài viết. Tưởng Ly kéo thẳng một mạch xuống cuối cùng. Anh tổng cộng chỉ đăng đúng ba bài, lại còn toàn là chia sẻ các bài báo liên quan đến ngành của mình. Cô nhìn thời gian đăng bài viết đầu tiên, không xa xôi lắm. Thời gian anh lập nick WeChat. Tưởng Ly ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, chính là ngày cô vừa tới công ty và thông tin về nick WeChat của cô đã bay khắp nơi. Trong lòng giấy lên một sự khác lạ. Cô tìm đến bài đăng mới nhất, bình luận một câu, thứ mọi người muốn xem là tình trạng cá nhân của anh gần đây, chứ ai thích đọc mấy bài viết cổ vũ ý chí cho ngành nghề thế này. Vừa gửi xong, thì bỗng có một đám đồng nghiệp nữ ùa tới bàn cô, ngồi vây xung quanh cô, díu rít ồn ào. Tưởng Ly nhìn kỹ lại, có người của phòng hành chính, có người của phòng nhân sự, có người của phòng truyền thông, tất cả đều hội tụ đầy đủ. Từ sau buổi nói xấu sau lưng lần trước của họ trong nhà vệ sinh, địa vị của cô trong mắt các đồng nghiệp nữ trở nên vô cùng quan trọng. Nhất là sau khi cô gái hay mọc mụn trên mặt và dạ dày yếu kia có chuyển biến tốt, danh xưng thần y của cô đã lan truyền khắp nơi, cho dù trước mắt cô vẫn còn khá nhiều tin đồn không hay ví dụ như lần này cô cử trần du đi điều tra khách hàng rồi lại gửi một email thông báo toàn công ty đã có người xì si sầm bàn tán rằng cô lấy danh nghĩa việc công để đối phó với bạn gái cũ của tổng giám đốc lục có lẽ trong mắt rất nhiều người ở công ty lục đông thâm nghiễm nhiên đã thay lòng còn cô chính là kẻ thứ ba xen vào giữa chuyện tình cảm của anh và trần du nhưng việc này không làm ảnh hưởng tới sự gần gũi của họ đối với cô ví như bây giờ đây tất cả đều bày tỏ những vấn đề của cơ thể với cô chẳng qua là làm sao để sinh hơn làm sao để da trắng hơn làm sao để có thân hình chữ s con người tưởng ly có một tật xấu cực lớn cô không hề kiên nhẫn với phái nam nhưng lại hết sức kiên nhẫn với phái nữ vượt qua đàn ông rất nhiều nhất là khi đối diện với một đám các cô gái trẻ trung xinh đẹp Thế nên, khi cô gái sinh nhất phòng hành chính thỏ thẻ hỏi cô xem làm thế nào để làn da của mình căng mọng hơn thì tưởng ly đã mỉm cười, véo cầm cô ấy và nói, da cô đẹp lắm rồi mà còn cần căng hả? Làm cho cô gái đỏ mặt nũng nịu nói, thì người ta cũng muốn được như giám đốc hạ mà. Chị xem da rẻ chị mềm mại cứ như đậu phụ non ấy. Các cô gái khác cũng đồng thanh hùa theo, rồi lại càng dính sát vào người cô. Bàn của cô chính là bàn ồn ào nhất trần du vừa đi xuống ăn cơm liền nhìn thấy cảnh này nghiến răng quay ngoắt đầu ngồi sang chỗ khác không tiến lên sau khi giải quyết xong khúc mắc của các cô gái tưởng ly hỏi thêm về chuyện của thương xuyên cô gái phòng truyền thông nói chuyện của thương xuyên do bên đoá á phụ trách tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm nhưng nghe đoá á nói từ ngày thương xuyên nhận bộ phim này thì tính tình trở nên rất kỳ cục hôm qua lại nổi đoá lên với mấy người bên phía chúng ta chấm hoặc kép phẩy chấm chấm phẩy chấm chấm. Đoá á chính là cô gái từng bị cô kín đáo mắng trong nhà vệ sinh. Tưởng ly rơi vào đam chiếu. Đang mải nghĩ thì nghe thấy tiếng ai hú lên ngay gần đó. Tưởng ly quay mặt qua nhìn theo, phát hiện trên màn hình cực lớn kia đang phát một tin tức khiến mọi người chú ý. Thật ra là một bản tin buổi trưa. Ý tứ đại khái là, sợi huyết ngọc được một nhà siêu tầm người Ý cất giữ hơn 200 năm nay gần đây đã được một người nào đó đấu giá thành công với con số ngất ngường. Rồi họ còn giới thiệu rằng nhìn từ cách gia công điêu khắc thì sợi huyết ngọc này thuộc về Hoàng thất Trung Quốc, có lẽ là một tác phẩm từ đời nhà Tống. Sau đó trên màn hình lại chiếu hình ảnh của sợi huyết ngọc kia, hình dáng bên ngoài giống một viên ngọc trong ngọc lại có những đường vân như máu đường vân đó được hình thành một cách tự nhiên lại còn theo đúng hình một bông hoa lan khi nhắc đến nhà đấu giá nọ thì cuối cùng họ chỉ nói đó là một thương nhân bí ẩn tưởng ly ngồi im cắn đũa nửa cọng rau vẫn đang đung đưa bên khóe miệng cô nhìn chân chân vào màn hình càng nhìn càng cảm thấy sợi dây chuyền đó sao mà quen quá cho tới khi có người chỉ tay lên cổ cô hồ nghi nói giám đốc hạ sợi dây chuyền mà chị đeo là sợi trên màn hình vừa nói sao tưởng ly đột ngột tỉnh ra động tác đầu tiên chính là đưa tay lên che chặt lấy sợi dây chuyền sau đó trong đầu cô vụt qua câu nói của lục đông thâm không đắt lục đông thâm cụ nhà anh đã lên cả bản tin rồi còn gọi là không đắt hả Cô ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Trần Du. Cô ta cũng vừa xem xong tin tức kia, hơn nữa vì chuyện điều tra khách hàng, cô và cô ta còn từng mặt đối mặt đối chọi nhau. Thế nên, sợi dây chuyền trên cổ cô đương nhiên đã khắc sâu trong trí óc của Trần Du. Trần Du nhìn cô chầm chầm, trong ánh mắt vừa có bàng hoàng vừa có phẫn nộ. Tưởng Ly thì cảm thấy, sự phẫn nộ chiếm phần nhiều hơn cả. Tương đương hết chương 133 tương đương sau này nếu định đăng cho tôi xem thì có thể a à còng nick của tôi nếu không thì hậu cung của tôi có ba ngàn gia nhân mỹ lệ tôi rất khó có thể cưng chiều tất cả như nhau buổi chiều liên tục bận rộn tới tận 3 giờ tưởng ly còn không có thời gian kịp uống hấp nước diện tích phòng thực nghiệm có hạn thiết bị cũng có hạn rất nhiều kết quả cần phải chờ đợi hoàn toàn làm thuyên giảm nghiêm trọng hiệu suất làm việc bên phía tổng bộ cũng khá rất khoát Nhắm vào việc trong email cô nhắc đến chuyện công thức pha chế cũ có cường tâm thảo, họ cũng bắt đầu tiến hành kiểm tra. Khi đề cập tới chuyện thay đổi công thức pha chế dành cho các sản phẩm vệ sinh cá nhân hàng ngày của các khách sạn trực thuộc Skyline. Tưởng ly trình bày không quá phức tạp nhưng càng không dùng lý do cô vứt cho Dương Viễn để qua mặt tổng bộ nhắc đến cường tâm thảo một là để tiện giám sát công việc của cơ quan kiểm tra hai là cho dù người ngoài ngành không nắm rõ thì người trong ngành cũng hiểu ra ý của cô thế nên quý phi mới điên cuồng tiến hành phản kích sau khi nhận được email thông báo của cô cô ta cũng đưa ra phản biện rằng khi lên công thức pha chế cô ta đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc ngành không sợ bị kiểm tra ở bên kia thế trận ầm ĩ náo loạn đến mức nào tưởng ly không quan tâm ngược lại có không ít đồng nghiệp nhắn tin wechat hỏi cô chuyện cường tâm thảo là thế nào ai nấy đều thể hiện thái độ tò mò vô cùng cô giả chết không trả lời phổ cập kiến thức chuyên ngành ư đừng đùa nữa việc mọi người muốn hóng hớt hơn cả là cô sẽ trở mặt đấu lại quý phi như thế nào đây là một căn bệnh chung của những con người sống ở thành phố thời hiện đại có ai quan tâm tới chân tướng sự thật là gì mấy thông tin lá cải phía sau mới đáng để người ta theo dõi. Thế rồi cô mới chợt nhớ lại dòng trạng thái mình đăng trưa nay lúc ở trong căng tin. Không ít người giơ ngón cái ấn like cho cô cũng không ít người để lại bình luận muốn mời cô đi uống rượu. Còn lần này Lục Đông Thâm không like cho cô, anh thẳng thừng bình luận rượu uống ở chỗ khác nếu giày đi mòn rồi tôi sẽ mua cho em đôi khác. Tưởng Ly nhìn chằm chằm dòng bình luận của anh, giống như khẩu khí thường ngày nhưng tuyệt đối không được tỉ mỉ đọc và ngẫm nghĩ. Vì một khi đi sâu nghiên cứu sẽ có thể nghiền ngẫm ra vài phần mở ám. Sau đó cô nghĩ, liệu có bao nhiêu người có thể đọc được dòng bình luận này sao? Sao chức năng của WeChat là chức năng bảo mật? Chỉ khi bạn là bạn bè của cả người đăng và người bình luận, bạn mới đọc được bình luận ngẫm nghĩ một lát cô lại sang tường nhà lục đông thâm xem sao không ngờ anh vừa mới đăng một dòng trạng thái mới không còn là kiểu chia sẻ các bài báo nữa mà là một bức ảnh của anh xem ra là ảnh chụp buổi họp ngày hôm nay anh mặc áo vest quần âu ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh ánh mắt vô cùng nghiêm nghị chỉ là một góc nghiêng nhưng cũng đủ để toát lên sức quyến rũ của một người đàn ông khi nghiêm túc làm việc ở dưới phần bình luận anh còn tự để lại một câu cuộc sống thường nhật như thế này có thích xem không tưởng ly sững sờ nhìn chân chân bài viết của anh thế này là đáp ứng yêu cầu của cô sao cô không nhịn được bỗng mừng thầm nghĩ tới chuyện một con người như anh lại đăng bài viết thật ra cũng hài hước lắm cô và anh có lẽ là không có nhiều bạn chung bởi vì cô không đọc được bình luận của ai khác chỉ có mình dương viễn để lại một câu cuộc sống thường ngày của cậu ngoài họp hành ra thì là đi công tác ai muốn xem chứ ngoài ra bức ảnh này vừa nhìn là biết bị chụp trộm rồi tưởng ly sống chết khinh thường thái độ lạnh nhạt xa cách của dương viễn đối với mình thời gian qua cô tiện tay trả lời bình luận của anh ảnh này là để cho tôi coi hả sau này nếu định đăng cho tôi xem thì có thể a còng nick của tôi. Nếu không thì hậu cung của tôi có ba ngàn giai nhân mỹ lệ, tôi rất khó có thể cưng chiều tất cả như nhau. Đăng xong dòng trạng thái này, cô lập tức rút về tường nhà mình, ngón tay lướt nhanh xuống, đọc các bài viết mới để giải trí. Ai ngờ, cô nhìn thấy một dòng trạng thái của cô trợ lý phòng thư ký, đa tạ tổng giám đốc tha mạng. Nhưng em vẫn phải nói một câu, góc nghiêng của tổng giám đốc đẹp chết người bên dưới là cả đống bình luận các cô gái ai nấy đều bùng nổ lúc lướt vòng tròn bạn bè tưởng ly đang ngồi uống nước thế là cô lập tức giơ cao cốc nước lên không trung nhìn chằm chằm dòng trạng thái đó một lúc lâu sau khi đặt cốc nước xuống cô cuống cuồng quay lại tìm bài viết của lục đông thâm muốn xóa bình luận của mình đi nhưng đã muộn lục đông thâm trả lời gần như trong tích tắc được tôi biết rồi Ngày sau đó là một dòng bình luận của cô trợ lý thư ký kiệt tổng giám đốc tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Tưởng Ly bỗng cảm thấy sấm chớp đầy đầu. Cô đã tổng kết được đại khái đầu đuôi câu chuyện rồi. Cô trợ lý thư ký trước nay vẫn chịu trách nhiệm ghi chép nội dung cuộc họp. Có lẽ sau khi cô bé này chụp trộm ảnh anh đã bị Lục Đông thâm phát hiện ra. Sau đó anh giả vờ lấy danh nghĩa việc công để tịch thu bức ảnh này, sau đó đăng lên vòng tròn bạn bè nhưng theo cách nói của cô bé kia có lẽ việc chụp trộm đã không chỉ là lần một lần hai nữa vậy thì những bức ảnh khác bình thường sau khi bị phát hiện đều được lục đông thâm xử lý lạnh lùng lần này có lẽ cô gái ấy nhìn thấy anh đăng ảnh lên mạng trái tim hoang mang bấy lâu cuối cùng cũng yên tâm nếu không đã chẳng nói câu đa tạ tha mạng tưởng ly cảm thấy mình đúng là loại ngứa tay sao không lướt vòng tròn bạn bè của mình trước rồi hẵng đi bình luận chứ bạn bè chung không cần nhiều có một cô trợ lý đó là quá đủ rồi rõ ràng mọi người đều đã nhìn ra vấn đề chắc là lục đông thâm cũng vì muốn xin ảnh nên mới kết bạn với người ta chứ gì tưởng ly cảm thấy đầu óc sắp nổ tung tới nơi anh bị ngớ ngẩn hà bảo cô bé ấy gửi ảnh cho cảnh ninh rồi để cảnh ninh gửi cho anh là xong rồi đợi đã vì sao cô phải sốt sắng bực bội chứ lục đông thâm vẫn đang bình chân như vậy sao cô phải bày ra cái vẻ như bị bắt gian vậy vốn dĩ cô và anh cũng đâu có chuyện gì mờ ám đúng không có người gõ cửa tưởng ly run tay đánh rơi chiếc di động xuống mặt bàn là julia cô ấy gõ cửa vào thông báo với cô lịch trình tới tham đoàn làm phim đã xong xuôi cả rồi mười phút nữa tài xế sẽ có mặt để đón sau khi nói xong các công việc chính Julia vốn dĩ đã gần ra khỏi cửa bỗng dưng quay lại, thò đầu vào hỏi chuyện lá cải. Giám đốc hạ, sợi dây chị đeo trên cổ có phải là sợi huyết ngọc mà tổng giám đốc đấu giá cao mang về từ Italia không? Sao sao sao? Phủ sinh, là một bộ phim truyền hình đã có tuổi, vào những năm 80 đã nổi tiếng khắp Nam Bắc. Bộ phim kể về bối cảnh Trung Quốc cuối thời Thanh đầu thời Dân Quốc, một câu chuyện tình yêu giữa một anh chàng ham mê hí kịch giật sinh và nữ nhi phủ thân vương phủ giao. Nhưng việc bộ phim này có thể được coi là kinh điển quan trọng hơn là phản ánh được sự phát triển của hí kịch thời điểm đó cùng với những bi hoan ly hợp giữa những con người theo nghiệp sân khấu, có thể ví như một bộ sử thi thời đại của hí kịch. Một tác phẩm kinh điển được làm lại khiến rất nhiều công ty điện ảnh đều dục dịch cuối cùng hoàn gia giành được quyền làm phim với giá bản quyền rất cao, hơn nữa còn tiến hành dựng lại từng cảnh phim theo đúng nguyên tác trong căn dinh thự phủ thân vương đã được nhắc đến. Chỉ riêng việc dựng bối cảnh cũng đã đủ thấy sự tâm huyết. Thương Xuyên vào vai Duật Sinh, một người ham mê hí kịch. Khi Tưởng Ly đến đoàn làm phim thì đúng lúc tới một cảnh của Thương Xuyên. Duật Sinh trong phim vào vai một chính đán sao, sân khấu ở trên cao. Thương Xuyên vào vai ruột sinh đang nhẹ nhàng tung vạt áo, ca lên một chất giọng luyến láy, dịu dàng, tư thế vô cùng lả lướt. Sao tên gọi cũ của vai Thanh Y trong hí kịch của Trung Quốc? Có nhân viên đoàn phim đứng bên cạnh nói, đoạn phim này của Thương Xuyên không cần tìm diễn viên lồng tiếng nữa, cậu ấy hát đã quá hay rồi. Điệu khúc trong trẻo vang vọng khắp sân khấu. Tưởng Ly nghe rất tỉ mỉ. Thương Xuyên đang hát đoạn của Trương Sinh trong vở kinh kịch Hồng Nương. Đoạn phim này chỉ cần quay một đúc, đủ thấy khả năng diễn xuất và khả năng ca hát của Thương Xuyên tốt đến mức nào. Việc thay trang phục giữa giờ được thực hiện trong một phòng nghỉ dựng lên tạm thời. Việc trang điểm cho diễn viên kinh kịch mất thời gian bao nhiêu thì việc tẩy trang cũng mất thời gian bấy nhiêu. Khi Tưởng Ly đi tới trước cửa, thường xuyên ở trong gương đã rửa mặt tới lần thứ ba rồi thay lên người một bộ áo dài màu xanh kiểu thời đầu dân quốc gương mặt sáng sủa tuấn tú phi phàm có lẽ đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo cô đang ngẫm nghĩ xem có nên vào hay không thì nghe thấy một tiếng quát từ bên trong vọng ra thứ gì mà lại khó uống thế này mang ngay đi cho tôi nhìn là thấy chướng mắt sau đó là tiếng ly vỡ tan chẳng bao lâu sau có một cô gái từ bên trong đi ra tưởng ly nhìn kỹ lại cô gái đó chính là đoá á cô ấy cúi gằm xuống đôi mắt đỏ sọng đầu ngón tay còn rớm máu có lẽ là vì ban nãy đã nhặt mảnh vỡ sau khi nhìn thấy tưởng ly cô ấy sửng sốt rồi nghẹn ngào chào cô một tiếng chào giám đốc hả tưởng ly thấy cô ấy nước mắt như mưa cũng không đành lòng tính toán món nợ trong nhà vệ sinh nữa cô hất cằm về phía bên trong thường xuyên như vậy sao đoá á gật đầu còn có chút bực bội tôi là người của công ty bên a chứ có phải trợ lý của anh ta đâu anh ta có quyền gì to tiếng quát nạt tôi chứ tưởng ly suy nghĩ giây lát cô đợi tôi một chút đoá á không hiểu chuyện gì xảy ra khi tưởng ly quay trở lại trong tay đã có thêm một tách trà cô đưa cả tách trà và khay cho đoá á mang vào cho cậu ta uống vẫn mang trà đoá á liên tục lắc đầu tôi không vào đó ăn mắng nữa đâu diễn viên nổi tiếng thì ghê gớm chắc tôi không hầu hạ nữa là được chứ gì còn trẻ tuổi mới bị mắng có vài câu mà đã không chịu được rồi sao vậy thì sau này còn nhiều chuyện ấm ức hơn nữa đang đợi cô đấy hay cô vẫn định phủi tay không làm nói rồi tưởng ly vỗ vai cô ấy vào trong đi tôi đảm bảo lần này cậu ta không mắng nổi nữa đâu Đoá á nghi hoặc nhưng thấy cô chắc chắn vô cùng, cộng thêm địa vị lại cao hơn mình nên cũng chỉ còn cách nghe theo lệnh bê trà vào trong. Bên này, thường xuyên đã chuẩn bị ra diễn rồi. Nhưng trợ lý đạo diện đã mấy lần thúc giục, anh ta vẫn ngồi yên trước gương, dáng vẻ xem ra rất bực dọc. Nữ chính là cô diễn viên vừa lên hàng hoa đán. Tuy rằng rất nổi tiếng nhưng ở đây thương xuyên vẫn là lớn nhất thế. Nên dù sốt ruột cũng không dám lên tiếng trong lúc bầu không khí đang nóng đoá á bước vào thường xuyên nhìn thấy cô ấy lại bê trà thì đột nhiên nhíu mày tôi đã nói là sẽ không uống trà do đoàn phim chuẩn bị rồi cô nghe không hiểu hả đoá á dứt khoát đặt ngay trước xuống mặt anh ta đây là ý của giám đốc hạ bên chúng tôi giám đốc hạ giám đốc hạ nào chứ thường xuyên cao giọng gần như muốn đập bàn đứng lên Trợ lý đạo diện lập tức đi tới, ra hiệu bằng ánh mắt với đoá á tỏ ý bảo cô ấy mang trà ra ngoài. Đoá á đau đầu, không mang đi sẽ bị ăn mắng mà mang ra lại không biết ăn nói sao với giám đốc hạ. Đang đúng lúc cô ấy không biết làm sao thì tưởng ly đẩy cửa đi vào, nói một câu, có hai sự lựa chọn, hoặc là uống hớp trà để bình tĩnh lại, khẩn trương quay xong và đóng máy hoặc là ra ngoài kia đánh một trận đã đời với tôi, đánh đến khi nào cậu hết nóng tính thì thôi. Người trong phòng nghỉ không ít, nghe xong câu này ai nấy đều giật mình, tất cả đồng loạt quay về phía Tưởng Ly. Thương Xuyên cũng nhìn theo và chợt sững người. Trợ lý của Thương Xuyên phản ứng nhanh nhất, nhíu mày quát cô là ai hả? Sao dám ăn nói với anh Xuyên như vậy chứ? Tưởng Ly hoàn toàn không coi người trợ lý ra gì cô đi tới trước mặt thương xuyên khoanh hai tay trước ngực hỏi cậu chọn đi uống trà hay ăn đòn đoá á thấy khí thế này bỗng chốc cảm thấy sùng bái tưởng ly chưa từng thấy cảm nhận được một vẻ đẹp trai khủng khiếp từ cô cô ấy lập tức trốn ra sau lưng tưởng ly hắn giọng nói với thương xuyên vị này chính là giám đốc hạ mới tới tập đoàn của chúng tôi thường xuyên ra sức mím chặt môi, nhìn chầm chầm tưởng ly một hồi lâu, sau đó bê tách trà lên, mở nắp trước cái nhìn bàng hoàng của mọi người. Hương trà thanh nhã tỏa lan trong không khí. Anh ta ngừng lại một chút, sau đó uống cạn tách trà. Sau khi anh ta đặt tách trà xuống, tưởng ly cầm lấy bộ đàm, quả quyết và dứt khoát thông báo, đạo diễn, 5 phút nữa thương xuyên sẽ bắt đầu quay. Đạo diễn ở đầu kia cũng ngây ra, một lúc lâu sau mới đáp được. Tưởng Ly quay lại nhìn Thương Xuyên và hỏi, bây giờ còn có vấn đề gì không? Thương Xuyên lắc đầu, Tưởng Ly ném chiếc bộ đàm vào trong tay anh ta rồi quay người rời khỏi phòng nghỉ. Bé con à, em phải hiểu, trên đời này đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà là lòng người. Đoạn phim tình cảm có lâm ly bi đát như mong muốn của đạo diễn hay không? Tưởng ly không mấy quan tâm. Nhân lúc mọi người đều đang bận rộn, cô đi tham quan một vòng các khung cảnh được đoàn phim dựng lên. Cảnh quay ngày hôm nay tập trung chủ yếu vào phủ thân vương, thế nên đại bộ phận mọi người đều có mặt ở đây. Cả một phủ thân vương rộng lớn như vậy, các hành lang dài quanh co gấp khúc, núi đá lởm chởm, suối chảy róc rách cá bơi dập dìu. Xa xa kia, bên dưới mái hiên là cả một khoảng đèn lồng đỏ rực. Nếu không nói trước đây là một tòa phủ được dựng lên, tưởng ly sẽ hoàn toàn coi nó trở thành vương phủ thực sự. Cảnh quay trên sân khấu kịch đã xong xuôi. Bây giờ mọi người đang quay cảnh riêng giữa ruột sinh và phù dao trong vườn hoa. Thế nên sân khấu ban nãy còn náo nhiệt lúc này hoàn toàn lạnh lẽo, vắng vẻ. Lớp rèm lụa trước cửa bước lên sân khấu nhẹ nhàng đung đưa theo thiết kế thường thấy của các kịch lầu xuyên qua rèm lụa bước xuống bậc thềm là sẽ tới phòng nghỉ là nơi thay đồ trang điểm nghỉ ngơi của các nghệ nhân tưởng ly dừng bước ngẩng đầu nhìn lên sân khấu nhìn mãi nhìn mãi tựa hồ nhìn thấy trên đó có thêm cái bóng loắt chuất của ba đứa trẻ đang đùa nghịch nô giỡn dường như cả sân khấu cũng không chứa hết được niềm vui của chúng chẳng mấy chốc có một bàn tay vén rèm lên, còn lên sân khấu làm ầm ĩ lên thì tối nay phạt mấy đứa trồng cây chuối. Bà đứa trẻ tuy đã nghiêm chỉnh hơn, nhưng vẫn cứ hí ha hí hừng. Người đó bèn lắc lắc đầu với chúng, trong nụ cười có chút nuông chiều. Giống như một bức ảnh đã cũ, bốn góc đều úa vàng, bóng người trong ảnh dường như cũng trở nên loang lổ, nhưng khuôn mặt phía sau rèm thì vẫn sắc nét, rõ ràng khuôn mặt ấy khi dạy dỗ nghiêm nghị bao nhiêu thì thường ngày lại thân thiện, ôn hòa bấy nhiêu. Lồng ngực tưởng ly nhói đau, có một khoảnh khắc cô tưởng như không thở nổi. Bức ảnh cũ trong đầu trung quy vẫn bị một mồi lửa bén vào góc ngọn lửa liếm dần, liếm dần. Quá khứ, những gì sâu đậm, những gì vui vẻ, tất cả bị thiêu rụi giữa ngọn lửa bốc tận trời cao ấy. Sân khấu này được dựng lại theo tỷ lệ của sân khấu trong phủ thân vương, nghe nói là giống y như đốt sau lưng vang lên giọng đoá á cô ấy có vẻ như đang chủ động thân thiết với tưởng ly dù thế nào tưởng ly ban nãy cũng được coi là đã giải vây cho cô ấy cô ấy cảm kích trong lòng nhưng đồng thời cũng tồn tại nghi hoặc thường xuyên là một người kiêu ngạo giường nào một người vip như anh ta e rằng không ai dám nói chuyện nhưng tưởng ly lại đơn thương độc mã ngữ khí không hề khách sáo chút nào điều càng khiến người ta sửng sốt là thương xuyên không hề tức giận lại ngoan ngoãn nghe lời cảnh tượng vừa rồi chắc đã khiến tất cả mọi người thảng thốt tưởng ly không quay đầu nhìn cô ấy vẫn mải miết nhìn sân khấu khi lên tiếng có phần nào do dự phủ thân vương mà cô nói là ý chỉ chỗ ở tây hoàng thành căn sao đúng vậy đoá á luôn theo sát bộ phim này thế nên nắm vô cùng rõ về nội dung của phim phủ đệ trong phim chính là phủ thân vương ở tây hoàng thành căn nghe nói lúc đầu khi sáng tác kịch bản này biên kịch đã tốn không ít công sức hình như là cải biên dựa trên những câu chuyện có thật trong phủ thân vương đấy tưởng ly hoàn toàn đồng tình đừng nói là một căn phủ thân vương cho dù tìm kiếm một căn nhà dân bình thường đã có niên đại thì ở đó vẫn tích tụ vô số những câu chuyện đủ để làm phim Đòa á kể hăng say, lại tiếp tục, thật ra, tôi cảm thấy, lúc trước khi sáng tác kịch bản, phủ sinh, này, biên kịch chỉ đơn thuần muốn viết một câu chuyện tình yêu đẹp mà thê lương. Chỉ có điều sau khi quay xong lại thể hiện được quá nhiều điều cho hậu thế, các loại tư tưởng đều được nâng tầm, giống như hồng lâu mộng vậy. Tưởng ly không lên tiếng. Thấy vậy, đòa á có phần ngượng ngập. Cô ấy chưa thân với tưởng ly, thế nên cũng không nắm rõ sở thích và cá tính của cô ngẫm nghĩ một chút cô ấy nói thật ra trong phủ thân vương lưu truyền một phiên bản câu chuyện khác nữa nói thử xem tưởng ly lên sân khấu từ một bên cánh gà ngắm nhìn bức tranh điêu khắc trên trụ cột tuy rằng chỉ khắc tạm thời nhưng cũng phải kinh ngạc khen ngợi vẻ đẹp của nó đoá á cũng đi lên theo cô nghe nói năm đó một tiểu thiếp mà thân vương sùng ái nhất đã mê một con hát thường xuyên đi nghe anh ấy hát kịch lâu dần con hát cũng một lòng trung thủy với tiểu thiếp. Hai người âm thầm hứa hẹn, còn hẹn ước đời này kiếp này không chia lìa. Kết quả chuyện này bị quản gia trong phủ phát hiện ra, mách cho thân vương. Thân vương phẫn nộ, sai người đánh gãy hai chân của con hát và giam lỏng tiểu thiếp lại. Con hát tuy đã tàn phế, nhưng tình yêu dành cho tiểu thiếp vẫn không thuyên giảm đêm nào anh ấy cũng leo lên kịch lầu của đệ phủ hát kịch cho tiểu thiếp nghe qua một bức tường cao chót vót cứ như vậy hai người họ một người ở trong một người ở ngoài đã dùng tiếng hát để thổ lộ nỗi đau trong lòng tưởng ly vén rèm nhẹ nhàng đáp chuyện này có vẻ khá giống câu chuyện của phủ sinh chỉ có điều trong phủ sinh duật sinh yêu tiểu thư của phủ thân vương lúc trước khi bộ phim phủ sinh nổi tiếng khắp trong nam ngoài bắc cô vẫn còn nằm trong nôi sau khi nghe tin thương xuyên nhận bộ phim này cô mới nhân lúc rảnh rỗi xem qua một lượt đối với cô mà nói cô không dành quá nhiều cảm xúc đúng vậy lời đồn đại về phủ thân vương chung một mạch với câu chuyện phù sinh nhưng đây mới chỉ là phần đầu của lời đồn đoà á tỏ ra bí hiểm còn cả một đoạn sau nữa vị thân vương đó cuối cùng biết được con hát và tiểu thiếp vẫn lén lút gặp gỡ quyết tâm tàn nhẫn rất tình giết chết con hát sau khi biết được tin ấy tiểu thiếp phát điên chẳng bao lâu sau đã có một lời đồn ra ngoài rằng tiểu thiếp đã thắt cổ tự tử trên cây xà trong kịch lầu một người chết trong vương phủ thâm sâu một người chết bên ngoài tường bao cao vút hai bên xa cách vĩnh viễn chẳng thể gặp nhau kể từ ngày đó ai ai cũng đồn thổi câu chuyện trong vương phủ có ma có người thường xuyên nghe thấy tiếng hát kinh kịch vọng ra từ trong kịch lầu của phủ đệ mọi người đều nói đó là hồn ma của tiểu thiếp chưa thể siêu thoát cô ấy đang tìm linh hồn của con hát bằng chính những khúc kinh kịch khi xưa của hai người mãi sau này phủ thân vương không còn nữa nhưng lời đồn thì vẫn còn đến tận bây giờ nửa sau của lời đồn ngược lại khiến tưởng ly chú ý cô quay người lại nhìn đoá á nghi hoặc ý của cô là tòa vương phủ ở tây hoàng thành căn có ma Đúng vậy, tòa phủ thân vương đó cùng với căn nhà số 81 kinh thành nổi tiếng ngang nhau, đều là những căn nhà ma của Bắc Kinh." Đoá Á nói, tưởng Ly chìm vào trầm tư, "Sao cô lại loáng thoáng nghe nói Skyline có ý thu mua căn nhà đó chứ? Mảnh đất đó tắc đất tắc vàng, tuy rằng cô không rõ ý đồ của Lục Đông Thâm, nhưng nếu mua được dĩ nhiên là tốt. Nhưng sao bỗng dưng lại thành nhà ma rồi, sao sao sao?" Bởi vì địa điểm quay phim nằm ở Hoài Nhu, cách xa trung tâm thành phố, còn khá xa nơi ở của Tưởng Ly, thế nên buổi tối cô ở lại cùng đoàn phim. Phòng truyền thông sắp xếp một phòng ngủ cho cô. Thường xuyên quay phim cả ngày, đến hơn 9 giờ tối vẫn chưa nghỉ. Hoài Nhu nhiều non nước, nhiệt độ ban ngày cũng thấp hơn trong thành phố vài độ, đến tối lại càng lạnh lẽo hơn. Đã lâu lắm rồi Tưởng Ly mới lại làm quen với không khí Bắc Kinh đầu xuân. Cô mở điều hòa ấm, pha một tách trà nóng. Làm xong những việc ấy, cô nhận được điện thoại của Lục Đông Thâm, ở đầu kia nghe giọng anh có vẻ mỏi mệt nhưng chất giọng trầm ấm vẫn cực kỳ dễ nghe, "Sao em lại vào ở cùng đoàn làm phim?" Gió ấm thổi vào mặt, Tưởng Ly nằm ườn trên sofa, uể oải đáp, "Tôi đi theo thần tượng." Đầu kia bật cười, "Đi theo thần tượng, hay là đến để hăm dọa thần tượng hả?" Tưởng Ly bĩu môi, người đàn ông này đúng là có thuận phong nhĩ thiên lý nhãn một chút chuyện còn con cũng có thể lọt tới tay anh anh gọi điện đến không phải để cưng ngôi sao mới ký hợp đồng với mình đấy chứ cô hỏi đúng là có người để cưng thế nên mới phải cất công gọi điện thoại tới anh đáp hoài nhu không giống khu trung tâm đừng đi lại lung tung hôm nay muộn quá rồi em nghỉ ngơi đi mai tôi tới đón em đầu óc tưởng ly xoay tròn mấy con đường sau đó cô nói không cần đâu tôi bảo phòng truyền thông chuẩn bị xe là được rồi người của phòng truyền thông theo dõi tiến độ bộ phim là đủ rồi lại còn phải lo cho em nữa à đừng tạo thêm phiền phức cho họ nữa tưởng ly nhất thời không tìm được lý do thích hợp để lấy cớ thấy anh chuẩn bị ngắt máy cô vội lên tiếng ấy lục đông thâm ừ à liên quan tới phủ thân vương ở tây hoàng thành căn skyline có phải có ý muốn xen vào không cô hỏi lục đông thâm không giấu cô đúng vậy hơn nữa còn chắc thắng tưởng ly sững người nói ngay tôi có nghe nói một số tin đồn liên quan đến phủ đệ đó sau đó cô tường thuật lại cho anh nghe câu chuyện mà đoá á kể đợi cô nói hết chuyện lục đông thâm mới phát biểu ý kiến bé con à em phải hiểu trên đời này đáng sợ nhất không phải ma quỷ mà là lòng người tương đương hết chương 135 tương đương. Ở trong mắt tôi, có lúc tình bạn giữa đàn ông còn xúc động lòng người hơn cả tình yêu nam nữ. Lòng người khó đoán, hiểm ác hơn ma quỷ, cô từng được lĩnh giáo. Suốt ba năm ở Thương Lăng, ngày tháng tuy trôi qua vụn vặt nhưng lại khiến cô tìm về được sự ấm áp của nhân tính. Người thương lăng không đến mức giàu có, dư giả nhưng chỉ số hạnh phúc rất cao. Họ hài lòng với cuộc sống đủ ăn đủ mặc cho dù là các nhà làm ăn buôn bán có quan hệ cạnh tranh trong cổ trấn một khi cửa hàng đã đóng cửa là họ lại có thể tụ tập thoải mái uống cùng nhau một vò rượu lúa mì hoặc vào những buổi chiều nhàn tản pha một bình phổ nhĩ nhiệt tình mời khắp xóm giềng tại cô đã sống quá bình yên ở đất thương lăng đến nỗi sau khi trở về bắc kinh nhất thời bỗng không quen với cuộc sống đầy mưu mô toan tính đến nỗi, chỉ một câu nói của Lục Đông Thâm cuối cùng đã khiến cô nhớ lại, cô cũng đã từng như cá gặp nước giữa những ngày tháng rối gạt lẫn nhau này. Khi Thương Xuyên gõ cửa phòng cô đã là hơn 10 giờ. Ngoài trời, cơn mưa đêm bắt đầu rơi. Có lẽ vì luôn được trợ lý che ô cho cậu không ướt một chút nào, nhưng khắp người lại bao bọc một làn khí lạnh giữa nơi rừng núi này. Cậu dặn dò trợ lý mấy câu rồi bảo người đó đi trước. Người trợ lý ngập ngừng nhìn tưởng ly một lúc mới rời đi, ánh mắt đó hoàn toàn giống như sợ cô sẽ ăn thịt thương xuyên vậy. Tưởng ly dựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cậu ấy. Thường xuyên đã tẩy trang sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú tựa như trăng trong núi, hoa dưới nước, từng đường nét đều rất sáng, thân hình cao lớn. Cho dù không cười thì đầu mày cuối mắt cũng khiến người ta si mê thông thường làm nam diễn viên sợ nhất là quá đẹp trai vì khán giả khi xem phim rất dễ thoát ra khỏi vai diễn một gương mặt quá ưa nhìn cũng làm hạn chế con đường phát triển sự nghiệp thế nên thường thì những người thuộc diện đẹp trai đều phát triển theo con đường minh tinh lưu lượng sao nhưng thường xuyên thì khác cậu có một gương mặt minh tinh nhưng trung quy vẫn đi theo con đường thực lực sao những ngôi sao dùng khả năng thu hút lượt tiếp cận của mình để phát triển sự nghiệp mấy năm nay, cậu thử thách qua không ít vai diễn, đẹp có, xấu có, mập có, gầy có, chính diện có, phản diện có, đơn thuần có, phức tạp có. Cậu không phải là một người quá quan tâm tới tướng mạo của mình, cậu chỉ quan tâm tới vai diễn. Giống như vai luật sinh lần này cũng là một thử thách không nhỏ. Sự quy củ và vẻ đẹp của nhân vật kịch thanh y đều phải được thể hiện hoàn toàn, triệt đề mà trong số các nam diễn viên trẻ hạng a hiện tại ngoài thương xuyên ra không mấy người có thể làm được phù sinh sở dĩ được chú ý như vậy không những vì sự kinh điển của họ phần nhiều là vì vai diễn luật sinh mà thương xuyên nhận được quá nhiều người mong chờ lúc đó khi ảnh phim được công bố thường xuyên mặc lên người bộ thanh y, đôi mắt đẹp đảo đảo, khiến khán giả gào thét rằng người có thể phản xuyên sao vào vai một nhân vật kinh kịch sâu sắc đến thế, ngoài Trương Quốc Vinh đã qua đời ra chỉ còn thương xuyên mà thôi. Sao phản xuyên, diễn viên phản xuyên chỉ những diễn viên vào vai một nhân vật khác với giới tính ngoài đời của mình. Thường xuyên nhìn cô chầm chầm, không nói không cười. Tưởng ly cũng không lên tiếng. Lát sau thường xuyên mới nói, không định mời tôi vào trong sao. Tưởng Ly ra hiệu cho cậu nhìn thời gian, cậu không sợ những lời đồn đại, nhưng tôi sợ. Thường xuyên nhìn cô chầm chầm, sợ. Trên đời này vẫn còn có chuyện khiến cậu sợ cơ à. Nếu cậu sợ, cậu đã chẳng quay về. Dứt lời, cậu đi thẳng vào phòng. Ngoài cửa sổ, mưa đêm vần vũ. Mưa ở núi thường là như vậy, nhất là mưa ở phương Bắc một khi có mưa sẽ ảo ảo như chút nước, hoặc liên miên không dứt. Không giống như mưa ở thương lăng, mưa mưa tạnh tạnh. Thế nên cơn mưa cũng phần nào giống tính cách của người dân vùng ấy. Người phương Nam ôn hòa nhã nhặn, người phương Bắc phóng khoáng, rõ ràng. Thường xuyên là người phương Bắc thế nên làm việc hay ăn nói cũng thoải mái, không cả nề. Tưởng ly bê tách trà đã pha sẵn từ lâu lên. Tuy rằng trở về Bắc Kinh nhưng cô vẫn giữ thói quen nấu trà như khi ở Thương Lăng. Cho dù ở trong khách sạn không có dụng cụ pha trà, cô vẫn dùng nước nóng làm chín trà. Thường xuyên nhìn chằm chằm tách trà trong vắt trước mắt giống hệt như tách trà cô đưa ban sáng. Cậu không uống, chỉ dùng tay xoay nhẹ tách trà. Hương trà từ từ lan tỏa. Cậu khẽ nói, tía tô đất và nữ lang, lần gần nhất được uống đã cách đây 3 năm rồi tưởng ly ngồi xuống đối diện cậu cũng tự rót cho mình một tách vai diễn luật sinh đi sâu vào lòng người bản kinh điển vẫn còn bay ra trước mắt cậu sốt sắng thậm chí phát rồ cũng là chuyện bình thường mấy ngày nay uống nước cứ cho thêm nữ lang vào có thể giải tỏa nỗi bất an lo lắng trong lòng thường xuyên uống cạn tách trà rồi đặt chiếc tách xuống hỏi cô từng từ từng chữ vì sao cậu lại quay về vì sao tôi không thể quay về Tưởng Ly thản nhiên hỏi ngược lại, Thương Xuyên nhíu mày, thật ra cậu không cần lo lắng. Vai diễn luật sinh nếu cả cậu cũng không thể hiện được thì hiện tại không còn ai diễn hay được nữa. Tưởng Ly thêm trà cho Thương Xuyên, năm xưa lúc chúng ta xem Bá Vương Biệt Cơ cậu từng nói, nếu lúc đó cậu có thể vào vai Trình Điệp, y thì chết cũng cam lòng. Luật sinh há chẳng phải chính là một Trình Điệp y thứ hai chứ? hơn nữa cậu còn hơn Trương Quốc Vinh ở chỗ có căn bản diễn hí khúc. Thường xuyên âm thầm uống trà, một lúc lâu sau mới nói, sở dĩ tôi nhận bộ phù sinh này không phải vì luật sinh quá giống trình điệp y, mà vì đình lương. Đình lương, tưởng ly sững người, thường xuyên nhấp một ngụm trà, hương nữ lang và tía tô đất hòa trộn vào nhau, quấn bện nơi đầu lưỡi, giống như một vết thương nào đó đang bị lôi kéo, bị dày vỏ trong bộ phim này không chỉ có tình yêu mà còn có tình bạn tình yêu của luật sinh và phù giao dĩ nhiên rất cảm động lòng người nhưng tình bạn của luật sinh và đình lương cũng khiến người ta cảm thán không thôi hai người họ học nghệ cùng nhau từ nhỏ đã trải qua thời thơ ấu nghịch ngợm đi qua thời kỳ loạn lạc mỗi lần luật sinh gặp nạn đình lương đều ra tay tương trợ nhưng điều khiến luật sinh nuối tiếc là chiến tranh nổ ra đình lương mất tích trước khi chết luật sinh cũng không được gặp đình lương lần cuối ở trong mắt tôi có lúc tình bạn giữa đàn ông còn xúc động lòng người hơn cả tình yêu nam nữ sự kinh ngạc ban nãy của tưởng ly đã chìm xuống đáy rồi thay bằng vẻ bình thản như mọi khi cô nói cuộc đời như vở kịch vở kịch như đời người e rằng những người làm diễn viên như cậu càng thấu hiểu hơn thường xuyên khẽ thở dài phải đấy cũng chẳng hiểu làm sao thời gian gần đây tôi thường xuyên nằm mơ giấc mơ giống như những chuyện đã từng xảy ra cũng giống như những chuyện xảy ra trong phim nhưng mơ thấy nhiều nhất chính là cảnh ba chúng ta nô đùa cùng nhau trên sân khấu và từng cảnh từng cảnh khi sư phụ dạy chúng ta hát hí khúc nữa cậu ngước mắt lên nhìn cô trước kia cậu còn hay cùng chúng tôi tới lê viên chơi đùa sướng âm luyện giọng bây giờ thì sao Tưởng Ly Vân về tách trà, bỗng chốc cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân, cô dứt khoát không uống nữa, đã lâu lắm không hát rồi. Thường Xuyên tựa người ra sau, nhìn cô, đúng vậy, thời gian thấm thoát trôi, người đi, trà nguội. Chỉ có điều tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của sư phụ. Người nói, trong ba người, cậu là người có năng khiếu nhất. Trái tim Tưởng Ly chợt lỡ nhịp. Cô có những quá khứ không dám nhìn lại, nhưng nếu cứ vứt hết đi thì trong đó vẫn lại có những hồi ức tươi đẹp còn sót. Thường xuyên, chính là một đóa hoa dịu dàng bung nở trong quãng ký ức đau khổ thảm thương của cô, cho dù từ lúc mới sinh ra cô đã được định sẵn mang thân phận của một đứa trẻ mồ côi. Từ nhỏ cô đã sống trong viện phúc lợi. Từ khi hiểu chuyện, người thân nhất của cô chính là viện trưởng và đám bạn. Cùng viện nhưng mấy đứa trẻ khác đều sống khá ích kỷ thế nên người có thể chơi rất thân với cô chỉ có thương xuyên lúc đó cậu tên là thương xuyên bây giờ dù đã nổi tiếng vẫn không đổi tên mặc kệ việc đám nhà báo tung tin rầm rộ chuyện cậu đã từng sống trong viện phúc lợi và được nhận nuôi sau đó trong viện phúc lợi không có đứa trẻ nào không muốn được nhận nuôi chỉ có thương xuyên là nắm tay cô và nói tôi không muốn được nhận nuôi nếu bị nhận nuôi sau này tôi sẽ không được gặp cậu nữa Thương Xuyên nhỏ hơn cô mấy tháng. Đương nhiên, cả cô và Thương Xuyên đều giống nhau, không ai biết ngày sinh tháng đẻ chính xác của họ. Ngay bản thân họ cũng không biết, thế nên cái gọi là sinh nhật và năm sinh đều do viện phúc lợi tính toán đại khái. Lúc đó cô cũng không muốn bị nhận nuôi, nhưng ý trời là vậy, cô được cha mẹ nuôi hiện giờ đón đi trước Thương Xuyên. Bố mẹ nuôi coi cô như con đẻ. Cô xin họ được đưa về viện Phúc Lợi để thăm thương xuyên, họ cũng chiều cô. Hôm đó, cô gặp được gia đình nhận nuôi Thương Xuyên trong viện Phúc Lợi. Một đại sư kinh kịch đức cao vọng trọng, cũng là một nhà từ thiện nổi tiếng. Ông ấy nhận nuôi Thương Xuyên đồng thời hỏi đứa con đi cùng mình, con có thích em trai này không? Đứa trẻ đi cùng ông ấy ăn mặc cao quý, nét mặt cũng tuấn tú, quý phái. Cậu bé ấy nắm lấy tay thương xuyên và nói, sau này em chính là em trai của anh. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Đứa trẻ đó, chính là tả thời. Tương đương hết chương 136 tương đương. Thứ thay đổi chỉ có thời gian thôi. Tả thời sinh ra trong một gia đình nhiều đời theo nghiệp hí kịch. Bố anh tả quốc đảng được mệnh danh là nghệ nhân hí kịch các đời chú bác tiền bối trong nhà họ tả cũng đều nhiều đời vào cung diễn kịch cho hoàng thất, được hoàng gia khâm điểm, nếu đặt vào thời đại ngày nay thì có thể nói là đại sư thuộc hàng quốc gia. Nhưng mọi vinh hoa của nhà họ tả đều dừng lại ở tả thời, vì anh hoàn toàn không thích hí kịch cũng không thích hát hí khúc. Vì chuyện này, những đứa trẻ mà tả quốc đảng nhận nuôi cũng phần nhiều là muốn bồi dưỡng cho thế hệ sau. Thế nên ngày hôm đó tả quốc đảng đã nhìn thấy thương xuyên, cũng đồng thời nhìn thấy tưởng ly đúng dịp tới thăm thương xuyên. Lúc đó, tả quốc đảng bảo tưởng ly nói vài câu để nghe thử giọng. Cô không hiểu gì, bèn làm theo. Tả quốc đảng cảm thán, đứa trẻ này có căn có cốt theo nghiệp hí kịch đấy, một mầm giống tuyệt vời. Cô không hiểu vì sao tà quốc đảng có thể nhìn ra được điều đó, tóm lại, bố mẹ nuôi của cô thấy có một nghệ nhân hí kịch tiếng tăm lẫy lừng nhận xét về con mình như vậy dĩ nhiên là rất vui, còn tha thiết mong tà quốc đảng sẽ nhận cô làm học trò. Khoảng thời gian vui vẻ nhất thời thơ Ấu E rằng chính là những năm tháng cô sống trong kịch lầu, hát ca diễn múa. Cô học không tập trung chút nào, nhưng tà quốc đảng lại dạy dỗ rất hết lòng tuy rằng thường xuyên được tả quốc đảng nhận làm con nuôi nhưng cũng phải gọi tà quốc đảng một tiếng sư phụ theo đúng quy tắc của ngành nghề thật ra lúc đó cô hoàn toàn không hiểu sự nặng nề và trang nghiêm của hí kịch suy nghĩ duy nhất muốn học hí kịch là để có thể thường xuyên gặp thương xuyên và một người nữa cũng không nghiêm túc như cô là tả thời anh có một khứu giác nhạy bén trùng hợp thay cô cũng vậy dần dần hai người họ đều có hứng thú hơn với cỏ cây hoa lá vì chuyện này, cô bị Tả Quốc Đảng phạt không ít lần. Ở trong mắt ông, hí kịch là trời, còn tất cả những việc khác đều là bậy bạ. Cứ như vậy, cô học hí kịch tới khoảng năm 15 tuổi rồi cùng bố mẹ nuôi chuyển đến Bắc Kinh. Vài năm sau, họ lại gặp gỡ nhau giữa thành phố Bắc Kinh rộng lớn này. Năm họ gặp lại, cô đã đi sâu vào lĩnh vực phân tích mùi hương. Tả thời cũng nghiên cứu chung một chuyên ngành với cô còn thương xuyên, tuy đã luyện được một giọng hát tuyệt vời nhưng Trung Quy vẫn không theo ngành hí kịch mà một lòng muốn làm diễn viên. Vì chuyện này vào một ngày nào đó, ba người họ đều phải quỳ dạp trước mặt tả quốc đảng chịu hình phạt. Cuối cùng, tả quốc đảng vẫn không đành lòng trách mắng họ một câu, chỉ nói, luyện công học kịch thứ luyện. Được là đức tính, thứ học được là làm người. Mấy đứa đã trưởng thành rồi, có thể kiên trì bền bỉ, nghiêm khắc với chính mình trong lĩnh vực mà mình thích thì cũng không uổng công ta dạy mấy đứa. Năm đó, Thường Xuyên đã bộc lộ tài năng của mình trong học viện điện ảnh. Cô 20 tuổi, Tả Thời 22 tuổi, tuy rằng cả cô và Tả Thời đều còn theo học nhưng đã đạt được một thành tựu nhỏ trong lĩnh vực mùi hương cho tới 3 năm trước. Thường Xuyên nhẹ nhàng xoay tách trà, môi lưỡi ngập tràn mùi vị của cây nữ lang cậu nói tôi thường hay nghĩ nếu không có cậu thì nhất định không có thương xuyên của ngày hôm nay bộ phim năm đó đối với tốt quan trọng tột cùng nếu không nhờ có một tách nữ lang khi ấy thì tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ làm hỏng sự nghiệp của mình tưởng ly rót thêm trà cho cậu năm đó cậu rất căng thẳng cây nữ lang có tác dụng tuyệt vời nhất chính là giữ bình tĩnh an thần lại hợp với thể chất cơ thể cậu thế nên cũng có thể coi là bốc thuốc đúng bệnh Mấy năm nay cậu thuận buồm xuôi gió, những người trong giới đều biết cậu ôn hòa, điềm đạm, bây giờ bỗng dưng lại xuất hiện tật cũ, có thể nhận ra cậu rất thận trọng đối với bộ phim này. Thường xuyên từ từ thưởng thức trà như đang đăm chiêu suy nghĩ gì. Rất lâu sau mới lên tiếng, có phần ngập ngừng, thật ra mấy ngày nay một là tinh thần của tôi luôn bị vai diễn trong phim ảnh hưởng, hai là cảm thấy. Tưởng Ly cầm tách trà, nhướng mắt nhìn cậu cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào cô không tiếp tục câu nói ban nãy mà hỏi cậu có biết tả thời đi đâu về đâu không ngón tay tưởng ly hơi dùng sức một chút không biết thường xuyên nhìn cô chầm chầm, lát sau mới nói kể từ khi cậu và tả thời đều dính dáng tới cái người tên là nhiêu tôn đó cả hai đều thay đổi rồi thường xuyên thứ thay đổi chỉ có thời gian thôi tưởng ly khẽ lên tiếng vậy cậu nói cho tôi biết đi ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thường xuyên nhíu mày ba năm trước cô và tả thời đồng thời mất tâm mất tích về sau qua nhiều nguồn tin cậu mới biết cô đã tới thương lăng nhưng tin tức về tả thời thì từ đầu tới cuối đều không có bây giờ cô đã quay trở về nhưng tả thời vẫn bật vô âm tín tưởng ly nhìn xuống tách trà khuôn mặt cô cũng bình lặng như mặt nước trà vậy thường xuyên đợi rất lâu không thấy cô trả lời bèn ngồi thẳng dậy tôi nghe nói được một số chuyện bấy giờ tưởng ly mới uống cạn trà trong tách nói một vài chuyện liên quan đến tôi cậu nghe được cũng rất bình thường bao gồm cả việc cậu đã giết tả thời rồi vào tù lẽ nào tất cả những chuyện này cũng là sự thật thương xuyên hỏi tưởng ly ra sức mím môi không tôi không giết tả thời hơn nữa tôi cũng chưa từng ngồi tù cậu không giết tả thời nhưng đến nay tả thời vẫn không một chút tung tích thường xuyên nhìn cô chằm chằm, chúng ta lớn lên cùng nhau, tuy rằng về sau có xa cách vài năm nhưng tôi tin là tôi vẫn khá hiểu cậu. Cậu trốn tránh ở thương lăng 3 năm, bây giờ nếu đã dám quay về thì nhất định là về đây vì chuyện của tả thời. Lẽ nào tả thời bị người khác hại chết? Ngừng một chút, thường xuyên bổ sung thêm, hoặc là nhiều tôn cũng không tránh khỏi can dự. Hơi thở của tưởng ly như bị một lưỡi cưa xén qua, mỗi nhát cưa đều lại sống mũi đau đớn. Cô lắc đầu, cũng không liên quan đến nhiêu tôn. Cô ngẩng lên nhìn thương xuyên, hơn nữa tôi quay về, chỉ vì muốn quay về thôi. Thương xuyên nhìn cô vẻ hồ nghi. Tôi về đây là muốn giải quyết một số chuyện, nhưng không phải như cậu nghĩ. Thương xuyên khẽ nheo mắt lại, ý của cậu là tả thời chỉ mất tích. Tưởng ly cắn môi, phải. Thương xuyên không nói nữa, dựa vào lưng ghế sofa, tay vẫn xoay nhẹ nhàng tách trà. Tưởng Ly chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể nhìn thấy động tác xoay trà ấy, đó là cử động tả thời quen dùng khi uống trà. Rất lâu sau, thường xuyên mới lên tiếng, thanh âm rất trầm. những cô nhi giống như chúng ta, cho dù cố gắng cả đời thật ra thì vẫn cô độc. Trên đời này tôi không có người thân nào cả, ngoài sư phụ ra thì chỉ còn cậu và tả thời. Cậu là người bạn tốt nhất của tôi. Tả thời cũng vậy ở trong mắt tôi, hai người còn quan trọng hơn cả tính mạng của tôi nữa. Thế nên, nếu cậu có gì giấu giếm không nói với tôi thì tôi còn khó chịu hơn là bị giết chết. Tưởng Ly nhìn thương xuyên vẻ đau lòng, có những chuyện không nói, không vì lý do gì khác, chỉ là không biết phải mở lời thế nào mà thôi. Thương xuyên, tôi không muốn nhắc lại chuyện của ba năm trước. Mà tôi nghĩ, nếu đổi lại là tả thời, anh ấy cũng chọn cách không nhắc đến giống tôi thường xuyên từ từ uống hết tách trà cậu có những chuyện cậu không biết nên nói thế nào ví dụ như tả thời ví dụ như những lời đồn đại về cậu tôi cũng có những chuyện tôi không biết nên nói thế nào ví dụ như câu nói còn giang dở của tôi ban nãy cũng liên quan đến tả thời tưởng ly nhạy cảm hỏi thường xuyên gật đầu đặt tách trà xuống thật ra tôi vẫn luôn có một sự cảm cậu nhướng mày nhìn cô tôi cảm thấy tả thời đã chết rồi trái tim tưởng ly chợt nghẹn lại sao 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 anh hùng thất bại ngược lại bị tiểu nhân ức hiếp căm hận người nghĩa hiệp đố kỵ kẻ hiền tài hạn trong ba ngày lập xong danh trạng mong được chấp nhận sao sao một đoạn hí kịch đã được dịch nghĩa không đừng ép tôi cầu xin anh anh là đồ điên anh sẽ gặp báo ứng đấy liệu có gặp báo ứng hay không thì không biết tôi chỉ biết từ nay về sau sẽ không còn ai tin lời cô nói nữa hạ hạ, sao, sao toàn bộ xưng hô trong đoạn thoại in nghiêng chưa rõ giới tính, chưa rõ tuổi tác, chỉ tạm đặt. Tưởng ly choàng tỉnh giấc câu cuối cùng vọng lại bên tai là danh xưng mà tả thời hay dùng để gọi cô. Chán lấm tấm mồ hôi, lạnh lẽo, cho dù trong phòng gió điều hòa đang thổi vù vù, cô vẫn cảm thấy bút giá. Cái lạnh lẽo tận đáy lòng làm sao điều hòa có thể sưởi ấm được. Huống hồ đây còn là tiết trời đầu xuân mới ấm và còn giữ khá nhiều lạnh tưởng ly vùi mặt vào lòng bàn tay tất cả quá khứ đều hóa thành ác mộng giống ma oan hồn đòi mạng đang bám giết lấy cô oan hồn cô bất thình lình nhớ lại câu nói cuối cùng của thương xuyên tối đó hình như tôi đã nhìn thấy tả thời hát kịch trên sân khấu câu hát căm hận người nghĩa hiệp đố kỵ kẻ hiền tài hạn trong ba ngày lập xong danh trạng mong được chấp nhận vẫn cứ chúc chắc khó nghe như ngày nào từng sợi dây thần kinh của tưởng ly giật lên đau nhức giống như có ai cầm dao khoáng nhặng lên trong đầu vậy. Phải, trong mơ cô cũng mơ thấy cảnh anh hát khúc đó. Bàn tay cô đang run rẩy, khí lạnh giống như bàn tay bóp chặt cổ cô, khiến cô không sao hít thở nổi, tưởng ngạt thở. Một sự tuyệt vọng và sợ hãi chưa từng có quấn chặt lấy cô, khiến cô không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Cô lần sờ tìm ra di động, khi ấn nút gọi tay vẫn còn run chấm sau khi thực hiện cuộc gọi cô bỗng dưng không biết phải mở lời thế nào ngay cả việc vì sao gọi cho anh cô cũng không rõ chỉ cảm thấy vào lúc này dường như chỉ có anh mới có thể mang tới cho cô ấm áp thanh âm ấy rất khẽ rất dịu dàng thấy cô gọi mà không nói gì anh hỏi sao vậy tưởng ly dựa vào đầu giường từng lớp khi ấm áp như đè thẳng xuống người nhưng cô vẫn không sao cảm thấy hết lạnh Cô khô họng lên tiếng, "Anh vẫn chưa ngủ sao?" "Ừm." Cô nhìn giờ, 2 giờ sáng. "Lục Đông Thâm, cô ra sức nắm chặt di động, tôi muốn về nhà." "Bây giờ ư? Phải, bây giờ." Nói xong, cả người cô co quắp lại, cơn rét run trong lòng đủ khiến răng môi của cô va vào nhau lập cập. "Được, đợi tôi." Anh không cho phép cô lùi bước trước tình cảm của mình nữa, mà chủ động tấn công. Sau khi đặt di động xuống, tưởng ly lập tức thấy hối hận cô cảm thấy bản thân đã làm một chuyện hết sức bồng bột giờ này rồi lại còn ở nơi đây không khác gì mang lại thêm phiền phức cho người ta cô thậm chí còn không hỏi một câu liệu có tiện hay không nhưng chính vì có cảm giác anh sẽ đến nên dường như cuộc điện thoại này khiến cô tìm được cảm giác nương tựa giống như một con thuyền mất hoàn toàn phương hướng trên mặt biển trong lúc đang hoang mang bất an thì nhìn thấy một tia sáng vậy cô co quắp hai chân lại dùng chăn quấn chặt vào người cô cứ thế dựa vào giường từ từ tìm kiếm lại chút ấm áp nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng váng vất trong mông lung dường như cô nghe được một số âm thanh mờ mờ ảo ảo giống như có ai đang luyện giọng i i a a thành âm đó lúc có lúc không xa xôi mỏng manh giống như gần ngay bên tai lại giống như xa tận phòng bên nhưng cô nhớ rất rõ ràng lúc sắp xếp phòng đoá á đã nói căn phòng cô đang ở nằm ở tận trong cùng mà phòng bên cạnh chỉ là một kho đạo cụ không có ai ở hình như lại có tiếng ai gõ cửa từng tiếng từng tiếng cô muốn ra mở cửa xem rốt cuộc đó là ai nhưng cả người gần như không thể cựa quậy được giống như bị bóng đẻ trong mơ hồ hình như cô lại đi ra cửa nhìn ra bên ngoài qua mắt thần trên cánh cửa ngoài hành lang vắng vẻ hiệu quạnh không một bóng người chỉ có một tia sáng rất nhức mắt nhưng chẳng mấy chốc trong quầng sáng ấy xuất hiện thêm một cái bóng cô sát lại gần hơn nữa cái bóng kia từ từ dịch chuyển vào trong tầm mắt cô là một người mặc đồ hí kịch đầu cúi gằm loẹt quẹt bước chân ra trước cửa phòng cô nhìn qua mắt thần nỗi sợ hãi như một con rết trườn bò trong trái tim cô muốn trở lại giường nhưng vẫn chẳng thể nhúc nhích được cứ thế nhìn người ấy từ từ ngẩng đầu lên một khuôn mặt không còn được tô vẽ nhưng ngũ quan lại mờ tịt không rõ ràng chỉ còn độc hai hốc mắt trống rỗng từ trong đó máu đỏ đang ròng ròng chảy xuống một thanh âm điên cuồng bật ra khỏi miệng người đó vì sao lại đối xử với tôi như vậy tưởng ly giật mình mở mắt trước mắt đích thực có khuôn mặt của người đàn ông nhưng không hề đáng sợ ngược lại tuấn tú sáng sủa anh đưa tay từng ngón tay gầy chạm nhẹ lên mặt cô bé con cổ tay áo sơ mi vuông vắn của anh có chút giá lạnh của mưa đêm nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng chút nào đến hơi ấm trên ngón tay anh chút ấm áp đó thành dòng chảy cố gắng xua tan đi sự lạnh lẽo đang quấn chặt lấy trái tim cô tưởng ly mơ hồ khó hiểu một lúc lâu ban nãy cô đã ngủ thiếp đi sao còn anh chỉ vì một cuộc điện thoại của cô mà đã đến đây cô vô tình liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường hai giờ năm mươi phút từ trung tâm ra đến đây anh mất chưa đầy một tiếng đồng hồ cô sững sờ nhìn anh bất chấp mưa gió đi với tốc độ của sấm chớp ư nếu không sao bả vai của anh lại hơi ướt còn cả chân mày khoe mắt của anh nữa cô cũng có thể bắt được một phần vội vã bụi bặm từ chúng lục đông thâm quay đầu yêu cầu người nhân viên khách sạn mở cửa cho mình lúc nãy đi ra đợi người đó đi khỏi thấy cô vẫn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn anh không nhịn được cười sao vậy quên mất tôi là ai rồi à một giây sau tưởng ly chủ động ôm chầm lấy anh vùi mặt vào lồng ngực anh lục đông thâm sững người sau đó anh nghe thấy tiếng cô thì thầm lục đông thâm anh ôm chặt tôi đi sau vài giây bàng hoàng lục đông thâm ôm chặt cô gái trong vòng tay hơn nữa cảm nhận được cô đang run rẩy, một tay anh vòng qua người cô, một tay vỗ về lưng cô, giống như an ủi một con mèo. Anh rủ rỉ bên tai cô, dù có gặp chuyện gì cũng không cần sợ hãi, ở trong lòng anh, cô dần dần thả lỏng người hơn, giống như một con nhím đầy gai nhọn cuối cùng cũng thu hết mọi sự cảnh giác của mình lại. Lục Đông Thâm cảm thấy lòng mình ấm áp là sự sôi sục của cảm xúc, là sự cuộn sóng trong nội tâm suốt dọc đường đi câu nói của cô cứ văng vẳng bên tay anh lục đông thâm tôi muốn về nhà giọng nói nhỏ bé mà bất lực anh nghe mà xót xa bởi vì cho dù không nhìn tận mắt anh cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cô ở đầu bên kia điện thoại không giống với sự bi thương khi đối mặt với cái chết của đàm diệu minh cũng không giống sự sợ hãi khi gặp một nhiêu tôn dồn ép cô trơ trọi cũng giao cảm xúc yếu đuối nhất của mình cho anh Thế nên, một cô như vậy lại khiến anh vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Mừng rỡ vì cô đã dần dần mở lòng, sát lại gần anh hơn. Lo lắng vì tình hình của cô ở phía đó. Từ trung tâm thành phố ra tới quận Hoài Nhu, gần như anh đi với tốc độ tối đa, chẳng biết đã vượt bao nhiêu lần đèn đỏ. Giữa rừng núi, mưa đêm lất phất cần gạt nước rung lắc điên cuồng. Vào một ngày thời tiết khó chịu như thế này mà trái tim anh lại nóng hừng hực. Anh chỉ hận không thể mọc một đôi cánh để lập tức bay đến trước mặt cô, nói với cô, đừng sợ, tôi đến rồi đây. Bây giờ, cô đang ở trong lòng anh, ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ. Giữa căn phòng không quá sáng sủa khuôn mặt cô dịu dàng mà tiểu tụy, nhưng lại chủ động sát gần. Anh biết rõ, vào giờ phút này đây, anh vượt đường xá xa xôi đến đây, trong lòng cô chỉ có cảm động. Là cảm xúc bình thường giữa người và người, nhưng điều anh cần lại không phải là sự cảm động ấy cô cứ thế dựa vào đầu giường cho dù nằm mơ đôi mày cũng nhíu chặt một giấc mơ vật vã sau khi lệnh cho người nhân viên mở cửa phòng cảnh tượng anh nhìn thấy là như vậy cô trằn trọc trong mơ miệng lẩm bẩm tả thời tả thời trong giấc mơ của cô chỉ có một mình tả thời bản thân anh rất kiêu ngạo cũng không mong muốn những chuyện như thế này xảy ra anh ngồi ở đầu giường, nhìn khuôn mặt cô, anh nghĩ, chuyện tình cảm giữa nam và nữ thật là kỳ cục, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, anh bỗng dưng rất để ý đến sự tồn tại của tà thời có lẽ từ lúc Đàm Diệu Minh giao cô cho anh, cũng có thể từ lúc cô chạy đuổi theo con chuột xạ hương như một đứa trẻ sau đó gào lên thật to, Lục Gian Thương, anh đừng có nhúc nhích tuyệt đối không được nhúc nhích, hoặc có thể là ngày từ lần đầu tiên gặp mặt cô, trên con đường đá xanh nơi thành cổ, giữa cả một đám người, cô nghe thấy tiếng Đàm Diệu Minh gọi và quay đầu nhìn về phía anh. Sau này, chẳng biết đã qua bao nhiêu đêm mất ngủ, anh luôn nhớ tới buổi chiều hôm ấy ánh nắng rất trói trang cô như được bao trùm trong quần sáng rực rỡ xung quanh toàn là những con người ăn mặc kỳ lạ duy chỉ có mình cô nổi bật giống như một thủ lĩnh tinh thần cho họ thoải mái tự tại tuy rằng chỉ là một cái nhìn từ rất xa nhưng lại khác sâu thế nên có lẽ từ ánh mắt đầu tiên ấy anh đã nhìn thấy cô và lưu giữ bóng hình cô trong tim chính vì như vậy anh không chấp nhận được tả thời ở trong lòng cô cho dù tả thời là một cảnh đẹp say lòng người thì anh cũng phải tự tay xóa bỏ suy nghĩ này từng chút từng chút một anh có thể không quan tâm tới quá khứ của cô nhưng như vậy không có nghĩa là anh dung túng cho việc cô giữ mãi bóng hình tả thời trong lòng tâm trạng của tưởng ly cuối cùng đã bình tĩnh lại được nhưng trong lòng cô bỗng dậy sóng cô chui ra khỏi lòng anh ngồi con người một bên nhất thời không biết phải đối mặt với anh như thế nào anh cất công tới đây cố gắng hết mình một người đàn ông như thế cứ xuất hiện trước mặt cô theo cách thức đó ngoài sự cảm động ra trong cô còn có sự hoang mang không phải là sợ hãi chỉ đơn thuần cảm thấy một dự cảm đang lan dần trong lòng dường như từ buổi tối hôm nay giữa anh và cô sẽ có thứ gì đó lặng thầm thay đổi tôi không nghĩ là anh có thể đến rất lâu sau cô mới bật ra được một câu cô cảm thấy mình rất ích kỷ lục đông thâm cười khẽ không thật ra em có thể nghĩ được rằng tôi nhất định sẽ đến anh không cho phép cô lùi bước trước tình cảm của mình nữa mà chủ động tấn công em biết rất rõ chỉ cần một cuộc điện thoại của em là tôi sẽ tới ngay dù muộn đến đâu dù bận cách mấy tưởng ly im bặt anh đã nói chúng tim đen thật ra khoảnh khắc cô với lấy di động gọi vào số của anh cô đã biết rõ bất luận cô đang ở đâu anh nhất định cũng sẽ tới tìm cô lát sau cô lên tiếng thậm chí anh còn không hỏi tôi có chuyện gì sao lục đông thâm ngồi đó nhìn cô nếu tôi hỏi em sẽ nói sao tưởng ly trầm mặc thật ra cô muốn nói nhưng có những lời không biết nên nói thế nào quan trọng hơn là cô phát hiện mình đang sợ hãi một số chuyện Ví dụ như, nếu cô nói thật cho anh biết vài chuyện, nghe rồi, anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Thấy cô im lặng, lục đông thâm không giận mà bật cười, giơ tay vân về cầm cô, trên đời này không còn chuyện gì quan trọng hơn an nguy của em nữa. Em không sao là được rồi, còn về những chuyện khác hay những lời khác, nếu em không muốn kể, tôi cũng không ép em. Tưởng ly ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Tuy anh mỉm cười nhưng trong ánh mắt luôn chất chứa một thứ gọi là chân thành, khiến cô tin rằng mọi lời anh nói đều xuất phát từ nội tâm. Nhớ lại trong lễ tế đông của Thương Lăng, cô đưa ly rượu tới bên môi anh. Anh là người đã từng theo cô lên núi kỳ thần, không lẽ nào không ngửi được mùi hương của quỷ bát tử. Rõ ràng anh biết cô định làm gì nhưng vẫn không khiến cô khó xử. Anh uống cạn ly rượu đó và hỏi cô đã hài lòng chưa? cô không nói thì anh sẽ không hỏi phần tình cảm sâu đậm tình nghĩa này cô tự vấn lương tâm mình liệu có thể gánh đỡ nổi không nói xong câu ấy lục đông thâm bất ngờ đổ người về phía trước nụ cười trong ánh mắt nhuộm một vẻ xấu xa anh từ tốn bổ sung thêm một câu tôi chỉ biết rằng cô gái của tôi bây giờ đang cần tôi vậy là đủ ai là cô gái của anh vành tai tưởng ly nóng rực lên cô nhét gối ôm vào trong lòng anh rồi bước xuống giường Lục Đông Thâm chỉ cười, không đáp lại. Bộ phận truyền thông sắp xếp cho tưởng ly một phòng khách sạn. Cô không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ mang các sản phẩm vệ sinh cá nhân và quần áo để thay giặt thế nên cũng chỉ cần một chiếc vali sách tay nhỏ. Lúc Lục Đông Thâm bước vào phòng liền nhìn thấy cô quăng đồ đạc khắp mọi nơi và đang ngồi xổm dưới đất hì hục thu dọn thật sự không chịu nổi nữa, anh bèn tiến tới kéo cô dậy, mấy đồ thay giặt gói gọn lại rồi đưa cho tôi, còn vali cứ để tôi dọn. Thế thì ngại lắm, em mà còn có lúc biết ngại hả? Mau lên, đừng làm lở dỡ thời gian. Nói rồi, lục đông thâm với lấy một bộ quần áo cô thay ra, đang ném trên sofa. Tưởng ly mím môi, quay đầu đi vào phòng vệ sinh. Khi quay lại, cô quả thực phải sửng sốt cảm thán. Bên trong vali, đồ đạc được xếp gọn gàng ngăn nắp, mỗi một thứ đồ đều được để vào từng góc theo chủng loại, thoạt nhìn sẽ có cảm giác quy chỉnh như bên trong có từng ngăn vậy. Khi cô đến đây, vali đầy ự phải cố nhồi nhét, sau khi được anh sắp xếp xong lại thấy còn thừa cả đống chỗ. Cô bước lên, nhìn chỗ quần áo được anh xếp phẳng phiu, vuông vức như từng miếng đậu phụ, nuốt nước bọt, lục đông thâm, anh từng làm quân nhân hả? chăn gối ở nhà anh có phải sáng nào cũng được gấp thành hình này không? Lục Đông Thâm nhìn cô thở dài, chân thành nói một câu, em là con gái, có phải vào lúc cần thiết cũng nên có chút khái niệm về phân hóa cấp bậc chủng loại không? Tưởng Ly không xấu hổ, cũng không bực tức, cô ném túi đồ trang điểm vào vị trí còn trống, một cô gái có dịu dàng thục nữ cách mấy cũng không chịu nổi bệnh sạch sẽ và chứng OCD của anh lục đông thâm xoay lại chiếc túi trang điểm có vẻ không biết nói gì hơn sao 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 xe chạy thẳng một mạch bắc kinh sau nửa đêm và trước khi bình minh đến hoàn toàn không tăm tối ra khỏi hoài nhu rẽ vào trung tâm thành phố cho dù là một con phố xe lạnh cũng tỏa ra sự huyên náo và bận rộn của ban ngày trong ô tô điều hòa được bật chế độ ấm trên người cô vẫn khoác chiếc áo dạ của lục đông thâm cô vẫn cảm thấy choáng váng và nặng đầu nên dựa vào cửa sổ mặc cho ngoài kia những hạt mưa vẫn đang điên cuồng táp vào tới lúc cô không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa xe cũng đã dừng lại mở mắt ra nhìn cô mới phát hiện đây là một gara diện tích không thể coi là quá nhỏ vài chiếc xe khác đang dựng một cách chỉnh tề đều là các loại xe sang giá không hề rẻ có thể nhận ra đây là một gara riêng tuyệt đối không phải địa bàn của cô cô bừng tỉnh đây không phải nhà tôi ừm nhà tôi mà nói rồi lục đông thâm tắt máy tưởng ly sững người nhà anh anh đưa cô về nhà anh vào giờ này lục đông thâm xét về mặt hành trình anh đưa tôi về nhà tôi gần hơn chứ lục đông thâm bước xuống xe rồi vòng sang bên cạnh mở cửa ghế lái phủ gác một tay lên cánh cửa bật cười chẳng phải em tò mò về cái chăn trong nhà tôi sao nói rồi anh kéo cô đi ra ngoài cô bị anh kéo thẳng vào trong thang máy gần như là kháng nghị tôi có chìa khóa nhà anh mà muốn tới lúc nào mà chẳng được hà tất phải gấp rút lúc này kết quả chính là cô vẫn phải mang cái đầu nặng trình trịch bước vào cửa nhà anh khu sato bắc kinh chiếm cứ vị trí mắt rồng của thành phố là một thủy tinh cung thực sự lúc trước khi giao chìa khóa cho cô Cảnh Ninh đã nói, là khu Sato của Bắc Kinh. Tôi đã gọi điện thoại báo cho bên đó rồi, cô có thể đến bất cứ lúc nào. Cô rụt cổ, rất lâu sau mới lên tiếng, chỗ đó mà bỏ. Không, không thường xuyên về nhà ngủ, đúng là phá gia chi tử. Bây giờ cô đang đứng ngay trong căn nhà của tên phá gia chi tử này. Đập vào mắt hầu như là màu xám đậm và màu cà phê, đồ gỗ và đồ inox hòa trộn một cách hài hòa, mặt sàn có sự kết hợp giữa các chất liệu đá granite, da thuộc và thảm. Diện tích căn nhà đủ lớn nhưng không có hương vị của gia đình. Không có những đồ trang trí phức tạp, dưới sàn là lớp đá lạnh lẽo, sạch kinh khủng khiếp. Cô chỉ sợ dẫm chân lên một cái là lưu lại dấu vết. Giữa các căn phòng chỉ có một mùi hương tinh khiết, không phải là mùi của phòng ngủ nếu người kỹ chỉ là thứ mùi bình thường của nước diệt khuẩn sau khi bốc hơi từ đó có thể suy đoán người dọn dẹp nơi này cho anh chỉ là một nhân viên vệ sinh theo giờ bình thường chẳng liên quan gì đến trần du hay chỗ công thức kia tưởng ly cũng ít nhiều yên tâm hơn sở dĩ từ sau khi có được chìa khóa cô chưa vội tới nhà anh kiểm tra một lượt bởi vì thứ nhất hầu như anh chỉ ở lì trong phòng nghỉ tại công ty thứ hai cô mơ hồ có linh cảm rằng anh không cho trần du nhúng tay vào việc quản lý mùi hương tại nhà mình còn về lý do đằng sau chuyện này thì cô không thể nào biết được ngoài cửa sổ là cảnh đêm mê hoặc lòng người tầm nhìn rộng của khung cửa sổ sát sàn cực kỳ tuyệt vời giống như thu gọn cả bầu trời vào trong tầm mắt vậy trên lớp kính thủy tinh đung đưa bóng dáng cao lớn của người đàn ông, càng lúc càng gần hơn. Cho tới khi, anh từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô chỉ cảm thấy đầu óc rung rinh và trái tim bắt đầu đập loạn nhịp. Tắm nước nóng một chút rồi ra uống thuốc, nhiệt độ cơ thể em hơi cao, đừng để bị cảm. Lục đông thâm cất giọng trầm ấm, bờ môi mỏng cọ nhẹ vào tai cô. Từ góc độ của cô nhìn qua cửa sổ, càng giống như tay áp má kề thế mà cô lại thích như vậy qua cửa sổ nhìn ra trời đêm lồng ngực của anh rộng lớn mà dịu dàng như mặt biển bao la biết rõ là nguy hiểm cô vẫn không nhịn được chìm đắm vào nó để tôi bật nước cho em ấy lục đông thâm cô quay người lại níu lấy cổ tay áo anh nhưng rất lâu không biết phải nói gì chỉ cảm thấy trái tim mình hỗn loạn như có thiên binh vạn mã lướt qua lục đông thâm nhìn cô kiên nhẫn nhờ đợi khi ngước mắt lên, cô tự hồ nhìn thấy một đốm lửa ở nơi đáy mắt anh, nó làm mắt anh rực sáng. Cô biết chung quy nó cũng sẽ bùng lên hừng hực và nuốt chửng lấy cô. Rất lâu không thấy cô nói gì, anh bèn mỉm cười, giơ tay xoa đầu cô. Cô được sắp xếp tắm ở tầng trên. Lục đông thâm sử dụng phòng tắm tầng dưới. Sau khi tắm xong, anh đứng lặng trước gương. Giọt nước từ đuôi tóc chảy xuống xương quai xanh, men theo cơ ngực cuồn cuộn từ từ chảy tiếp anh cởi chiếc khăn tắm quấn trên hông ra sau khi nhìn thấy lọ nước hoa nam giới đặt trên kệ gương anh chợt do dự anh cầm lên người thử đây là một loại nước hoa trước kia từng được thương hiệu hát tung ra tại thị trường âu mỹ mùi rất thuần khiết và rất được yêu thích thế nhưng anh không bao giờ có thói quen xịt nước hoa thế nên vẫn cứ để ở đó bây giờ anh nhớ tới cô gái đang đứng trong địa bàn của mình ngay lúc này lồng ngực cuộn trào sôi sục căn nhà này anh chưa từng chủ động đưa một cô gái nào đến nhưng cho dù là vậy anh cũng cảm thấy nếu cô đã về nhà cùng anh thì có lẽ nên biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ anh cân nhắc mãi lọ nước hoa trong tay lục đông thâm bỗng dưng có chút căng thẳng ngọn lửa trong người bùng lên dữ dội đốt cho cổ họng anh hơi khô rát cuối cùng anh đặt lọ nước hoa xuống nghĩ bụng thứ mùi mà mình còn không thích lắm chắc là cô ấy cũng không thích đâu nhưng ngay sau đó anh lại bật cười thiết nghĩ lục đông thâm anh tuy không phải kẻ lang nhăng nhưng cũng không đến nỗi cấm dục chuyện nam nữ vui vẻ là quá đỗi bình thường anh cũng đâu phải một chàng trai ngây thơ mới lần đầu thế mà sao tối nay lại lo được lo mất như một gã trai chưa có chút kinh nghiệm nào vậy thậm chí còn có phần bối rối luống cuống nữa giống như mọi sự dĩ nhiên hay đương nhiên khi làm việc này trước kia đều tan thành mây khói sau khi từ phòng tắm bước ra tưởng ly lập tức nhìn thấy lục đông thâm ngay sau đó mắt nóng rực lên anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ánh đèn êm dịu giống như một dòng chảy màu vàng ấm áp chạy dọc từng múi cơ bắp của anh cô từng nhìn thấy anh mặc đồ vest cũng từng thấy anh mặc đồ dã ngoại tuy có lớp quần áo bên ngoài nhưng cô cũng biết dáng người anh rất đẹp tuy vậy đập vào mắt một cách trực diện như ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên lồng ngực như đá tảng lại có xương hõm vai rất sâu cơ bắp rắn chắc nhìn xuống dưới một chút còn có đường nhân ngư thấp thoáng anh giống với một người thường xuyên đi đường trường rèn luyện cho mình một cơ thể tráng kiện khỏe mạnh hơn là những người đàn ông bụng phệ hay ngồi bàn giấy cô cảm giác cơn nóng trong hốc mắt tràn xuống miệng có một ngọn lửa đang bùng cháy tựa hồ như ngọn lửa trong mắt anh đã tràn vào cổ họng cô khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn không tưởng lục đông thâm chuẩn bị cho cô nước ấm và thuốc cảm nhân lúc uống thuốc cô liếc mắt nhìn phòng ngủ hình như đó là phòng ngủ của chủ uống xong cô cảm thấy cổ họng mình vẫn khô rát cô uống thêm nửa cốc nữa sau đó hỏi anh tối nay tôi ngủ phòng nào vậy em muốn ngủ phòng nào lục đông thâm cười anh đứng quá sát cô cô hơi nóng bèn lùi về sau nửa bước rồi cười khẽ tùy anh dù sao thì phòng nào của nhà anh phong cách trang trí chẳng giống nhau vô cùng lạnh lùng và đơn điệu đến chỗ nào cũng lạnh như băng ấy cô lùi anh sẽ tiến cho tới khi anh dồn cô dựa sát vào tường lục đông thâm cười thầm làm sao để định nghĩa một phong cách thiết kế không phải là chuyên ngành của tôi nhưng tôi cũng lờ mờ cảm thấy cách định nghĩa của em không hợp với tôi lắm nhất là ba chữ tính lạnh nhạt sao sao lục đông thâm cố tình hiểu sai ý của tưởng ly tính lạnh nhạt còn có thể hiểu là chuyện tình dục nhạt nhòa lạnh lẽo anh như một con báo vừa nho nhã lại rất có sức tấn công xung quanh tưởng ly như bị thiêu đốt bởi những lời nói không thể trần trụi hơn của anh cô đẩy anh nhưng lồng ngực anh như làm cô bỏng anh đừng có sát lại gần tôi như thế nóng quá không đầy nổi lục đông thâm ngược lại càng tiến gần cười khẽ không phải em chê lạnh ư tôi những lời còn lại bị nụ hôn bất ngờ của anh xen ngang lồng ngực tưởng ly tắc nghẹn cô giơ tay chặn ngực của anh lại nhưng anh giữ chặt cổ tay cô áp lên tường khiến cô không thể nhúc nhích hôn từ sự mơn man ban đầu chuyển thành mãnh liệt nồng nàn Ngọn lửa rơi vào mắt của cả hai lúc này cháy hừng hực. Tương đương hết chương 140 tương đương